chương 720, tiểu yêu tinh mở cửa cho ông. Vậy còn được, Tống Bạch xoay đầu, nhìn vào trong xe, không phải chỉ thất tình thôi sao, việc còn con, có gì ghê gớm đâu. Đến mức ra nông nỗi này hay sao? Đàm Hy, đợi anh thất tình rồi hắn đến nhận xét, ok. Thất tình thôi mà, tôi cũng không phải chưa. Trải qua, ba chữ cuối cùng bị Tổng Bạch nuốt vào trong bụng kịp thời. Phật viết, không thể nói. Chưa gì, nói hết câu đi chứ, bị gì thế hả? A, à, các anh em vẫn còn hai trong phòng, tôi phải trở về rồi. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé. Bye bye, đàm hy cao mày, gì đây? Chạy còn nhanh hơn thỏ. 15 phút sau, vệ phong đã đến. Đàm hy giao vệ ảnh cho anh ta. Cảm xúc của tiểu ảnh không được ổn định lắm, có thể anh phải tốn nhiều tâm trí đấy. Nếu điều kiện cho phép, nấu chút canh giải rượu cho cậu ấy uống, để tránh hôm sau bị đau đầu. Vệ phong ghi lại tất tần tật, hôm nay làm phiền em quá. Đàm Hy xua tay, cố gắng chăm sóc cậu ấy. Về đến bồng lai, đồng hồ chỉ hướng 10 giờ. Đàm Hy quảng giày cao gót, đi chân trần vào phòng khách, ngã người xuống sofa. Ừm, trong nhà vẫn là thoải mái nhất, mệt chết mất. Biết về rồi à, bất ngờ giọng nói từ tính trầm thấp của người đàn ông vang lên. Đàm Hy bỗng nhiên ngồi bật dậy, đại điềm điềm, anh về rồi à. Lời nói chưa dứt, người đã bám lên lục trinh, giống như một chú gấu câu Hai chân quấn lấy vòng eo mạnh mẽ của anh, đàm nữ vương bỗng chốc khởi động chế độ tiểu yêu tinh không chỉ cử động lung tung mà còn cọ mạnh nữa may mà nhị ra có định lực mạnh mẽ nếu không suýt chút nữa đã không thể kiềm chế được rồi không phải nói chiều mai mới về sao em biết thư ký trần nói đó cho nên em mới chơi đến giờ này mới biết đường về đàm hy bĩu môi cái gì mà chơi với không chơi em có việc chính đáng phải làm nói xong hôn chóc chóc lên cánh môi mỏng của anh suy nghĩ rất ngây thơ đơn giản chặn miệng rồi, xem anh còn lại nhảy thế nào nữa. Nhưng Lục chỉnh lại nếm ra được mùi khác, cau mày, uống rượu à? Lúc đầu vẫn chưa phát giác ra, nếm rồi còn có gì mà không biết nữa. Đàm Hy, cho nên đây là, tự đào hố chôn mình, cô vùng vẫy đòi xuống, anh không buông, hai bàn tay đỡ rất vững. Muốn trốn, không, không có, em lộn xộn gì đó, em, buồn ngủ rồi, chuẩn bị đi tắm, cùng đi, ôi, ai muốn cùng tắm với anh chứ, nhưng, Người phạm lỗi không có quyền từ chối, cừu con đã định sẵn sẽ bị sói xám lớn nuốt vào bụng rồi. Khó khăn lắm đàm hy mới thoát thân ra khỏi phòng tắm, quấn lấy khăn lông trắng, chưa đi được vài bước hai chân đã bắt đầu run lên. Sấy khô tóc, dựa vào đầu giường, càng nghĩ cô càng không phục. Dựa vào gì chứ, lúc nãy trong bồn tắm, bị sạc vài ngụm nước đã đành, đầu còn bị đụng vào tường, tuổi thân muốn chết. Đàm Hy đột nhiên ý thức được một sự thật rất thảm thương, về phương diện vận động trên giường, quyền chủ động không hề nằm trong tay cô không được không được nếu cứ như thế sớm muộn cũng sẽ bị ép khổ phải nghĩ cách ăn lại một ván lục trinh tắm xong bước ra đèn phòng ngủ vẫn còn sáng cô nhóc xóa tóc đứng trên giường cô chỉ mặc mỗi đồ lót eo và bắp đùi vẫn còn dấu vết anh để lại lúc này còn kiềm chế được thì chẳng phải là đàn ông nhìn thấy mắt con sói nào đó đã phát ra ánh sáng xanh làm tư thế như muốn nhào tới đàm hy vội vàng lùi về sau hai bước hai tay che ngực có quà tặng cho anh, muốn không? Hầu hết di chuyển lên xuống, quà gì? Xem thử là biết chứ gì? Đàm Hy mở màn hình điện thoại, một giai điệu nhanh dồn dập vang lên, mang theo vài phần gợi cảm của nước khác. Không sai, là khúc nhạc múa bụng kinh điển. Sakira, không chỉ vệ ảnh biết nhảy, Đàm Hy cũng biết. Uốn éo, lắc lư, xoay tròn, lắc mông, mỗi một động tác đều đi theo tiết tấu, tự nhiên trôi chảy. Dưới ánh đèn sáng rực, cố giống như yêu tinh, da trắng, môi đỏ, mắt quyến rũ, từng động tác từng nụ cười đều tác động đến mọi thần kinh và cảm quan của anh. Đột nhiên, Đàm Hy nhảy xuống giường với đôi chân trần, xoay người ra khỏi phòng ngủ. Anh muốn cất bước đuổi theo, dầm, cửa, đóng lại, rác, tiếng khóa cửa, lúc này Lục Trinh mới có phản ứng trở lại, hai mắt đen thui như muốn chảy ra mực, Đàm Hy, mở cửa. Đại điềm điềm, chìa khóa ở chỗ em, tối nay anh ngủ một mình đi nhé, hạ nhiệt, giảm lửa, em ngủ ở phòng khách, bye. Đàm Hy Đêm nay, nhị ra về nhà sớm, định chuẩn bị sẽ phóng túng hết cỡ mà phải đi dội nước lạnh ba lần, mãi đến 2 giờ sáng mới ngủ được. Vốn nghĩ rằng sẽ có thịt cá thơm ngon chờ sẵn, ai ngờ đâu vừa mới ăn một cái đùi gà đã bị ép dừng lại, đúng là. Tuổi thân, còn cô nàng nào đó sau khi dở trò đùa thành công liền mang theo. Niềm vui vào trong giấc mơ, ngủ rất ngon say. Ngày hôm sau, đàm hy ngủ đến tự nhiên tỉnh, ngồi dậy vươn vai, nhất thời tinh thần sảng khoái. Nhìn thời gian, còn sớm, chưa đến 7 giờ. Đàm Hy định vào phòng ngủ chính xem tình hình thế nào. Cô vừa kéo cửa, bước ra phòng khách, dậy rồi, ngủ ngon chứ. Cả người Đàm Hy cứng đờ, từ từ xoay người lại, liền thấy ai đó mặt đen thui, ngồi ngay ngắn trên sofa, xem ra ôm cây đợi thỏ đã được một khoảng thời gian rồi. Sao anh lại ra được? Cô nàng nào đó giật mình nhảy cẫng lên, vẻ mặt không thể tin được. Không phải chỉ mình em mới có chìa khóa, rõ ràng trong nhà chỉ có một chìa này, tiêu rồi sao cô lại quên trong tay Vũ Trương vẫn còn một chiếc dự phòng. mươi 721, CSM lửa không dập, lại đi xem tên nhóc họ cố. Thất sách, thất sách, nói đi, món nợ này nên tính toán như thế nào. Lục Trinh đứng dậy, bước đến gần, cứ như hổ giữ đùa giỡn với con mối, ung dung nhàn nhã nói, sao lại không chạy nữa. Hử, đàm hy cười khổ, có chạy cũng phải chạy thoát chứ. Đại điểm điểm, anh dậy rồi à, em nấu bữa sáng cho anh nhé cô đột nhiên xoay người, cất bước chạy vào phòng bếp đúng lại bước chân dừng lại đàm hy rất muốn dưới đất có một cái khe để cô có thể chui xuống trốn lục trinh vòng đến trước mặt cô như cười như không a à, hôm nay anh không đi làm à thứ bảy hình như trần khải có việc tìm anh đã xử lý xong rồi Vũ trương đi mua thức ăn chắc sẽ về nhanh thôi anh đã cho bà ấy nghỉ một ngày lục trinh tiến đến gần sao không nói nữa tiếp tục đi chứ không phải tối qua giỏi lắm sao a à, trinh đại điểm, điểm em sai rồi, thật sự sai rồi, anh có thể dơ cao đánh khẽ bỏ qua. Không thể, dây tiếp theo, trời đất quay cuồng, đàm hy bị anh khiêng lên vai, đi. Thẳng về phòng ngủ chính, khốn kiếp, thả em xuống, hôm qua, sáng nay, và còn tiền lãi, đều tính vào hết. Cô nàng nào đó khóc không ra nước mắt, do nhị ra ra sức, cả ngày hôm nay của cô đều trôi qua ở trên giường. Từ đó, đàm hy lại rút ra được một bài học xương máu. Hậu quả của việc châm lửa không dập, đó là đốt cháy chết chính bản thân mình Trang viên nào đó ở ngoài ô thủ đô Nghe đồn Đây là bất động sản của ảnh hậu quốc tế giả cô Tinh Kinh phí xây dựng ban đầu lên đến 300 triệu Nhưng chung quy lời đồn chỉ là là lời đồn Đến nay vẫn chưa được chứng thực An An dùng xong bữa sáng Rút khăn giấy ra lau miệng Anh, em đi xuống tầng hầm xem thử Nói xong, định đứng dậy Đợi chút người đàn ông ngồi phía đối diện buồng dao nĩa xuống Lại gấp khăn ăn đặt sang bên cạnh từng động tác đều thể hiện rõ được dạy dỗ cẩn thận mang theo phong thái tôn quý như có như không anh an an xoay người dò hỏi an tuyệt nhìn cô đưa ly sữa dê chưa được động tối qua uống lúc còn nóng vâng an an nhận lấy hít sâu ngửa đầu uống hết quả nhiên trước mặt anh cả giả ngơ không hề có tác dụng còn cho rằng có thể thoát khỏi nửa cơ uống xong rồi an tuyệt đưa kẹo bạc hà qua Ánh mắt lạnh lùng ánh lên sự dịu dàng, biết em sợ mùi dê, ông An đã chuẩn bị kẹo bạc hà từ lâu rồi. An An vội vàng bóc một viên cho vào miệng, cảm thán, những năm qua, tay nghề ông An vẫn là tuyệt nhất. "U, anh, em đi trước nhé." "Nôn nóng cái gì?" An An luống cuống đứng tại chỗ. Trong lòng An Tuyệt bỗng nhiên dịu xuống, đứa em gái này đã được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, nó tuổi thân, mọi người đều khó chịu, bao gồm cả anh. Nhất thời anh ta nhẹ giọng xuống, lại đi xem cái tên họ cố kia an an gật đầu có cậu thập nhất ở đó em chạy cũng chăm chỉ quá rồi nhỉ trong lời nói mang ý ám chỉ an an nhảy cảm nhận ra điều gì đó sau khi nghĩ kỹ thì bỗng nhiên hiểu ra nhất thời giờ khóc giờ cười anh anh nghĩ đi đầu vậy em là bác sĩ mà chẳng lẽ không nên quan tâm nhiều hơn đến tình hình của bệnh nhân sao biểu cảm của an tuyệt không thay đổi vẫn là cái dáng vẻ lạnh tanh nhưng trong mắt lại ảnh lên sự lúng túng tên nhóc kia là em trai của dịch phong tước tóm lại em tránh xa hắn một chút Tuy anh ta có chút giao tình với dịch phong tước, nhưng nhà họ An và tập đoàn Thiên Tước lại đứng ở vị trí đối lập, anh ta không muốn em út dính dáng quá nhiều đến hai anh em này. Đến lúc đó lại, phiền phức, bệnh của cậu ta có cậu thập nhất lo, em đi cũng không có tác dụng gì. An An hơi tức giận, anh, anh nói như thế có phải không tin em có thể kế thừa y bát của cậu thập nhất không? Em gái, An Tuyệt bỗng cảm thấy bất lực, từ bé đến lớn, em học nhạc cụ, học điều chế hương liệu, học nhảy múa. Còn không đủ sao? người có năng lực thì phải chịu được nhiều cái khổ. Ba mẹ đều không đồng ý cho em học trung y. Anh, An An bỗng nhiên rũ mắt, vẻ mặt buồn bã, em biết, mọi người sợ. Nhưng những năm qua em vẫn yên ổn mà, tuổi cực tất thương gì đó căn bản không đáng tin. Sao tuổi cực tất thương, người quá thông minh sẽ bị thương tổn. Ánh mắt của An Tuyệt bỗng trở nên sắc bén, đây là di huấn sư công để lại. Sao sư công, sư phụ của sư phụ, mươi 722, mệnh số kỳ lạ, kiếp trước kiếp này. Năm xưa, khi giả cô tinh mang thai an an, tình trạng sức khỏe rất tồi tệ, vì thế cũng chịu không ít khổ. Khó khăn lắm mới vượt qua được 9 tháng, dưa chín cuống dụng, theo lý mà nói đứa trẻ đủ tháng phải rất khỏe mạnh, nhưng an an lại là ngoại lệ. Trước một tuổi, gần như không rời xa được thuốc men, ho sốt vẫn còn nhẹ, có vài lần còn đi ngang qua quỷ môn quan. May mà nhà họ an tài lớn thế lớn, cộng thêm có hai vị bác sĩ trung tây y tịch cần và minh triệt chấn giữ, cô nhóc an an mới có thể chuyển nguy thành an giả dạ cổ tinh không ít lần lo lắng cho đứa con gái nhỏ, thậm chí có một dạo rút lui khỏi giới giải trí, từ chối mấy bộ điện ảnh lớn. Phản ứng của An Tuyển Hoàng càng lớn hơn, không chỉ lo lắng cho đứa con gái út, còn đau lòng cho vợ. Khoảng thời gian đó trong giới xã hội đen toàn cầu có thể nói là sóng gió liên miên. Dù sao lão đại không vui thì cũng phải có một nơi để chút giận. Cuối cùng, hai vợ chồng hết cách, chỉ dành mời sư phụ giả dạ cơ sơn ra mặt. Vừa trị bệnh, vừa bói một quẻ cho An An còn đang bọc tả. Trước lúc ấy, giả Cô Tinh và Nguyệt Vô Tình đều thử bói quẻ, nhưng không nhìn được số mệnh của An An, nhưng giả Cô Tinh vốn là người vô mệnh, nên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ đến khi giả Cơ Sơn ra tay, lại hiện ra được quẻ bói, nhưng chỉ ý lại rất kỳ lạ. Sinh sinh tử tử, chết rồi sống lại, dồn vào chỗ chết mà sống lại. Tiếp trước gieo nhân, kiếp này gặt quả, mọi chuyện quá khứ đã qua đi. Lúc đó, tất cả mọi người đều không hiểu được quẻ bói, ngoại trừ giả Cơ Sơn nhưng ông lại không giải thích nhiều, chỉ thở dài nhìn An An hai má đỏ bừng chìm vào giấc ngủ sâu, cuối cùng chỉ để lại một câu đầy ẩn ý, tuệ cực tất thương, tình thầm bất thọ sao? Sao tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ, tinh quá sâu nặng sẽ không sống thọ? Ba ngày sau, An An đang sốt cao bỗng nhiên trở lại bình thường, còn lại A làm trò đáng yêu với anh trai. Đêm đó, giả cơ sơn qua đời trong lúc ngủ, Nguyệt vô tình khóc thương kiểm tra di thể của sư phụ, ông cụ mỉm cười ra đi, về chầu tổ tiên. Còn hai câu giả cơ sơn cảm thán với An An cũng trở thành di ngôn, và bị hai vợ chồng An dạ xem thành di huấn, coi như lời nhắc nhở, vì thế mới có câu di huấn như An Tuyệt đã nói. Từ đó về sau, An An rất ít khi mắc bệnh, luôn khỏe mạnh đến tận hôm nay. Những câu nói kia không hề bị lãng quên theo thời gian, mà trở thành một mầm họa được chôn vùi trong tim người nhà họ An. An An càng xuất sắc, họ càng lo lắng. Vì thế, hai vợ chồng An Tuyển Hoàng và Giả Cô Tinh đều không tán thành cho cô học trung y. Tuy An Tuyệt và An Diệu đều cưng chiều em gái, nhưng về chuyện này lại không hề dung túng mà trở nên gay gắt hơn ngày thường. An An biết cô không thể thuyết phục được anh cả, chỉ khẽ thở dài. Vâng, vậy em về phòng luyện chữ. Em gái, An Tuyệt cau mày, muốn nói lại thôi. Khuôn mặt anh ta vốn đã lạnh lùng, tính cách cứng rắn, quả quyết dứt khoát, hôm nay lại để lộ ra thần sắc rối rắm, trong lòng An An bỗng thấy hổ thẹn. Đi ra sau lưng An Tuyệt, bàn tay nhỏ bé đặt lên bờ vai cứng rắn của anh trai, từ từ xoa nhẹ. Anh, em không tức giận, cũng biết mọi người đều muốn tốt cho em." An Tuyệt bất giác thả lỏng, thần sắc cũng dần giãn ra, "Em gái, anh và ba mẹ không cần em phải xuất sắc, chỉ cần em bình an hạnh phúc là được rồi." An An mỉm cười, "Sẽ mà." 9 giờ 30 phút, An Tuyệt ra ngoài, An An rời phòng, cô vẫn đi xuống tầng hầm, tuy được xây dưới trang viên, nhưng nơi này không hề ẩm thấp, cũng không tối tăm, mà ngược lại do lối xây dựng đặc biệt và cách bố trí cảnh quan theo thuật phong thủy, ngoại trừ bày trí xinh đẹp ra, còn rất thích hợp sinh sống dùng để làm phòng nghiên cứu và phòng trị liệu thì quá thích hợp an an bước xuống bậc thang thấy cửa phòng nghiên cứu đóng chặt cô không đi làm phiền tịch cẩn đang bế quan tu luyện mà đi sang phòng kế bên cố nguyên được bố trí nằm tại đây lúc này cậu ta nằm im trên giường bệnh với sắc mặt trắng bệch mặc một bộ đồ trưng cất do tịch cẩn đặc chế khói trắng ngập tràn toàn thân được bốc hơi lên từ trong hồ thuốc dưới giường nếu không phải do da mặt quá trắng hai má hơi hóp vào thì trông chẳng khác gì với người bình thường. Cứ như cậu ta chỉ đang ngủ thôi vậy. An An mặc áo blau trắng, ghi chép lại, số liệu hiển thị trên máy móc và so sánh với số liệu ngày hôm qua, chỉ số các mục đều rất ổn định, dấu hiệu sự sống càng ngày càng rõ ràng, nhưng tại sao anh vẫn không tỉnh lại chứ? Vấn đề này, cả Tịch Cẩn và Minh Triệt, hai vị chuyên gia trong giới trung Tây y đều không thể đưa ra kết luận, huống hồ gì là một người mới vừa nhập môn như An An. Nhưng một vài công tác đơn giản không hề làm khó được cô ví dụ như phối thuốc theo đơn hồ thuốc dưới người cổ miên cũng do tịch cẩn chế tạo từ nguyên liệu đặc biệt không chỉ chịu được nhiệt độ cao mà còn giữ được hiệu quả của thuốc chỉ cần phối xong thuốc bỏ vào trong chiếc lồng ngầm sau khi được ngâm trong nước suối lợi dụng thêm không khí tăng nhiệt độ đun sôi khiến nước thuốc bốc hơi sau đó kết hợp với chiếc giường trị liệu quý giá thì có thể khiến thuốc ngấm vào trong cơ thể thông qua các lỗ chân lông cách này dễ hấp thu hơn so với cách như truyền dịch tiêm chủng thông thường. An An lấy tàn thuốc từ trong lồng ra, sau đó dựa vào toa thuốc tịch cẩn kế, phối thuốc, đặt vào, tiếp đó còn phải điều chỉnh lượng nước, nhiệt độ. Đột nhiên cô dừng động tác lại, có tiếng bước chân vọng lớn từ phía sau, xoay đầu theo bản năng, sau khi nhìn thấy dịch phong tước, An An thở phào. Có trời mới biết được, cô sợ anh cả nhà mình trở lại bắt cô hiện nguyên hình biết nhường nào. chương 723, An ủi được anh, tôi rất vui. Mặc áo blao vào, chỗ này mùi thuốc nồng an an tiếp tục công việc trong tay không quên nhắc nhở người iv nào đó đang định bước chân vào dịch phong tước khẽ dừng bước mặc áo blau, lúc này mới bước vào trong phòng tình hình thế nào rồi an an vẫn như cũ hắn ta trầm mặc nhưng chức năng cơ thể đã bắt đầu hồi phục dần những cơ quan suy kiệt cũng có sự chuyển biến tích cực tuy rằng tạm thời anh ta chưa tỉnh nhưng đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng hồi phục bình thường chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi an an lấy một cái thau mở vòi nước thử nhiệt độ, cảm thấy được rồi mới bắt đầu lấy nước. An ủi tối, sau khoảng im lặng dài, dịch phong tước đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt của An An khẽ khựng lại, giơ tay kéo chiếc khăn lông trên kệ xuống, vứt vào trong thau. tôi có sao nói vậy, nhưng nếu có thể an ủi được anh, tôi rất vui. Vì sao, hử, An An xoay người nhìn hắn ta, người này không chỉ có ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu cũng lạnh, nói chuyện không đầu không đuổi. Tại sao gì, nói rõ ra đi chứ. Dịch phong tước cứ như nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt cô, tại sao an ủi tôi thì cô sẽ vui. AC, vấn đề này, an an, bởi vì tôi lương thiện. Nói xong, cô cười với hắn ta, tắt vòi nước, bưng chiếc thau đựng phân nửa nước đặt xuống chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh giường, sau đó vắt khăn khổ, chuẩn bị vệ sinh lau người cho cố miên. Tuy rằng lợi dụng hơi nước truyền thuốc cũng có lợi ích, nhưng cũng có tác hại tương ứng. Nếu cứ để như thế, tàn dư thuốc rất dễ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, vì thế cứ hai ngày là phải vệ sinh một lần phương pháp rất đơn giản, lau khắp toàn thân một lần là được. Vốn dĩ chuyện này không đến phiên An An, là hai trợ lý của Lịch Cẩn làm. Nhưng một tuần trước, hạng mục mà tỷ Cẩn tập trung nghiên cứu đã lâu đột nhiên có bước tiến triển mang tính đột phá. Ông muốn nghiên cứu ngay cho xong, thế là mang theo hải trợ lý bắt đầu bế quan. Địa điểm ngay tại phòng nghiên cứu kế bên, của khóa từ bên trong, ngoại trừ thời gian cố định ra ngoài lấy thực phẩm được mang đến, thì đều ăn uống vệ sinh đều ở trong đó. May mà ban đầu khi thiết kế có nghĩ đến việc này, xây dựng một phòng sinh hoạt nên cũng khá tiện lợi. Trợ lý không có mặt, còn lại cũng chỉ có mỗi An An. Cô đã làm được một tuần, dần già cũng quen tay. Dịch phong tước thấy động tác của cô nhanh nhẹn, chốc lát đã cởi xong quần áo của cổ miên, chỉ để lại một mảnh vải hình vuông ngay háng, vẻ mặt phải nói là phức tạp. Để tội đề tay cô xuống, rút khăn lông ra, hắn ta cúi đầu làm việc. An An khẽ sừng sốt, dây tiếp theo không nhịn được bèn bật cười, không phải lau như thế đâu anh xem theo hướng này đi theo kinh mạch không cần lau đi lau lại một lần là được vừa nói vừa làm cho hắn ta xem dịch phong tước nghiêm túc lắng nghe ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt mỉm cười của cô quả thật còn trắng hơn xứ làm xong hai người rời khỏi tầng hầm trước khi đi an an còn cố ý vòng qua phòng kế bên nhìn thử cửa lớn đóng chặt xem ra thần công chưa thành cô không khỏi thở dài cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể xuất quan anh dịch có muốn ở lại ăn chưa không? Xuất phát từ phép lịch sự, An An lên tiếng hỏi. Dịch phong tước nhìn cô, không cần. Xuất lời liền rời đi luôn. Nhìn bóng lưng đi xa của hắn ta, trùng khớp một cách đầy kỳ lạ với hình ảnh nào đó nằm ở nơi sâu thẳm trong ký ức của An An. Giây phút đó, một cảm giác quen thuộc mạnh mẽ dâng trào trong tim cô. An An lùi về sau nửa bước, sắc mặt hồng hào bỗng nhiên trở nên trắng bệch, một tầng sương mù nhanh chóng dâng lên trong mét. Sẽ là người chứ, tướng quân. Dịch phong tước rời khỏi trang viên, trên đường trở về nhà họ cố thì nhận được cuộc gọi của lão ca. Tước ra, chuyện đã làm xong, thời gian vào hai ngày sau. Được, bên phía lục trinh có phản ứng gì không? Số lần hắn ta gặp thời cảnh nhiều hơn rõ rệt, và lại còn lấy lý do công tác để đi đến Rotterdam, chắc đã có nghi ngờ rồi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Tạm thời không hành động, lỡ bị hắn ta điều tra được. Điều tra được thì sao? Một củ drip xe điệu nghệ, Xẹt qua giao lộ trước một giây khi chuyển qua đèn đỏ, Dịch Phong Tước tiếp tục tăng tốc, trong lúc nhất thời đầu dây bên kia chỉ có thể nghe thấy tiếng gió gào rít. Lão ca không dám nhiều lời, yên lặng chờ đợi, một lúc sau, Dịch Phong Tước mới nói tiếp, đừng quên rằng, Hoa Hạ đã gỡ bỏ lệnh truy nã, cho dù hắn ta có biết được điều gì thì cũng không dám manh động. Lục Trinh là một quân nhân, huy chương trước ngực vừa mang đến vinh quang cho anh, cũng trói buộc sự tự do làm theo ý mình. Rõ ràng là một miếng ngọc đẹp, đáng tiếc lại thiếu mất linh khí. A à, Sam nói, gần đây có người đang điều tra hắn. Ánh mắt của dịch phong tước bỗng trở nên lạnh lùng, đột nhiên lại nở một nụ cười không mang theo chút độ ấm nào, lạnh lẽo kỳ lạ. Lão ca, là người của ám dạ hội, thủ hạ của vu sâm. Vâng, xem ra hắn ta đã giao đồ cho đàm hy, còn điều tra được nguồn gốc, bản lĩnh không hề nhỏ chút nào. Lão ca đắn đo trong phút chốc, có cần tôi. Giọng điệu nặng nề, loáng thoáng mang theo vẻ hung ác. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, tước ra anh biết tôi có xích mích với vu sâm trước mắt vẫn chưa thể đắc tội hắn ta được vâng bồng lai đàm hy vừa mới ngủ chưa dậy nhận được email của sầm đoá nhi mở ra tranh thủ thời gian tải xuống cô vươn vai bỗng nhiên liếc nhìn cánh tay giơ lên cao dừng lại giữa chừng hả cuộc họp ban quản trị lâm thời hôm sau làm trò gì đây đàm hy nhanh chóng đọc một lượt nội dung email chân mày dần nhíu chặt xoay sang gọi cho sầm đoá nhi rốt cuộc chuyện là sao chương 724, Cố Hoài Cần, sao lại là anh? Có huyện gì vậy, đầu dây bên kia, sầm đoá nhi cũng rất ngơ ngác, không một lời mở đầu, mở miệng ra là hỏi, cô ta không hiểu gì hết ok. Email, là do cô gửi, a à, cô nói cái này à, là tôi gửi đấy, có vấn đề gì sao? Tại sao lại muốn mở cuộc họp ban quản trị lâm thời? Mã Cảnh Quốc và hai người vương, lưu đề suốt đó, tôi chỉ biết trước có một ngày thôi. Đàm Hy trầm tư, theo lý mà nói, trải qua bài học xương máu lần trước, Mã Cảnh Quốc sẽ tạm thời không dở trò gì nữa, huống gì. Nếu như tôi nhớ không nhầm, đồng sự Mã Hẳn vẫn chưa xuất viện nhỉ. Đúng vậy, lúc nãy sầm đoá nhi mới phản ứng trở lại, lão già sống dai kia mới mất đi nửa cái mạng cách đây không lâu, sao giờ vẫn còn tinh lực dở trò. Chuyện này, có gì đó không bình thường, tôi sẽ kêu người đi điều tra ngay, có tin tức sẽ báo lại với cô. Càng nhanh càng tốt, được, đáng tiếc, Hai ngày kế tiếp Đàm Hy không hề nhận được cuộc gọi của Sầm Đoá Nhi, cũng tức là cô ta không thể điều tra ra được. Di, trạng vạng, Lục Trinh tan ca về nhà, thay xong dép, là bị nhóc con mời ngồi xuống sofa. Đàm Hy ngồi xổm trước mặt anh, giống như một chú chó Bắc Kinh ra vẻ đáng yêu, anh hỏi có việc gì sao? Ừ ừ, anh biết mà, Lục Trinh tháo nút cổ áo và cổ tay, nói đi. Khoảng thời gian này, Sầm thì có động tính gì không? Không phát hiện ra, vậy à, Đàm Hy chìm vào suy nghĩ, tất cả các hướng đều cho thấy rất bình lặng, bao gồm cả tin tức N hoán chuyển đến. Đàm Hy lại không dám lơ là, thậm chí cô còn nảy sinh ra một cảm giác nguy cơ rất mạnh mẽ. Vô duyên vô cớ đi mở cuộc họp ban quản trị làm gì chứ? Còn do mã cảnh quốc người đang bệnh nặng nằm trên giường đề xuất. Nhìn kiểu nào cũng thấy có một sự quỷ dị. Thôi vậy, trong hai ngày, này, là người là ma đều sẽ hiện nguyên hình. Chớp mắt đã đến ngày diễn ra cuộc họp ban quản trị. Đàm Hy mặc một bộ âu phục sọc bạc, mang chiếc giày cao gót 5 phân bước vào tòa nhà sầm thị. Chiếc quần tây khiến cho đôi chân dài càng thêm thẳng tắp, thiết kế ống rộng, vừa hay có thể che được mũi bàn chân, để lộ ra mũi giày nhọn hoắt. Mỗi bước đi đều mang theo gió, cộng với ánh mắt lạnh lùng sắc bén, khí thế dâng trào. Khi sầm đoá nhi nhìn thấy cô, suýt chút nữa bị giật mình, mới nửa tháng không gặp, tu vi của người này hình như lại. Tiến bộ hơn, tóm lại, Cô ta và Đàm Hy nhìn nhau chưa được 3 giây là đã rời tầm mắt. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, đây là nhịp điệu sắp có chuyện. 9 giờ, ngoại trừ mã cảnh quốc thì tất cả các thành viên ban quản trị đều có mặt. Đồng sự từ giơ cổ tay xem đồng hồ, bỗng nhiên cười lạnh, xem ra, đồng sự mã định lấy chúng ta ra làm trò đùa nhỉ. Khỉ thế không phải ta thường đầu, sứt lời liền hừ lạnh, từ sau chuyện ở bãi đỗ xe, từ xuyên đã hoàn toàn trở mặt với mã cảnh quốc, tất nhiên sẽ không muốn trở lại mặt mũi cho ông ta, cách nói chuyện phải nói là không hề khách sáo. Hai người Vương, Lưu bị coi là đảng mã lộ vẻ lúng túng. Sầm Đoá Nhi thì ngồi ở ghế chủ tọa xem kịch hay. Khoảng thời gian này cô ta có thể nói là thuận buồm xuôi gió, không chỉ nắm toàn bộ quyền lớn, còn thay vài vị trí quan trọng trong công ty thành người của mình. Ngay cả chân chó của Mã Cảnh Quốc cũng bị nhổ bỏ, hấp thu năng lượng với tốc độ điên cuồng, sinh trưởng dã man. Hôm nay, ban quản trị đã không có gì đáng sợ, tốt nhất cứ cắn xé lẫn nhau điện cho cô ta làm ngư ông đắc lợi. Nghĩ đến đây, sầm đoá nhi cười càng tươi hơn, đàm hy cúi đầu, không quan tâm để sự mỉa mai của từ xuyên, cũng vở như không thấy sự lúng túng của hai người vương, lưu. Cho dù là thần thái, hay động tác, đều thể hiện được nội hàm của từ sâu xa khó dò. Tóm lại, đoán không thấu, tìm không tỏ, rất thần bí. Lại 10 phút nữa trôi qua, trên mặt mọi người ít nhiều gì đều xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn. Đột nhiên của bị đẩy ra, một người đàn ông có thân hình cao ngất xuất hiện trước mắt mọi người nụ cười dịu dàng khí chất nho nhã một người đẹp nước ngoài đi theo sau mái tóc màu vàng vô cùng trói mắt áo khoác ấu phục không hề che được vòng một đồ sộ của cô ta tay sách theo cặp táp nở nụ cười đúng chuẩn đàm hy nheo hai mắt lại sự kinh ngạc lướt qua đáy mắt rồi tan biến nhanh chóng sau đó nụ cười trên môi tắt ngúm sầm đoá nhi đứng lên không thể tin được cố hoài cần sao lại là anh sầm tổng lại gặp nhau rồi trong mắt sầm đoá nhi ánh lên tia lúng túng. Cô ta vẫn chưa quên lúc đầu đã tự dâng mình lên như thế nào để cầu xin sự giúp đỡ của hắn ta. Nụ cười của cố hoài cần không đổi, xoay sang phía mọi người đang ngồi, các vị đợi đã lâu rồi, tôi là cố hoài cần. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ thế chỗ đồng xứ mã, trở thành đại cổ đông thứ ba của sầm thị, xin các vị chỉ bảo nhiều hơn. Nói xong, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi đến bên cạnh đàm hy, ngồi vào vị trí của mã cảnh quốc. Cô đàm, chúng ta cũng thật có duyên. Hắn ta như cười như không nói. Cậu hai cố, khống, bây giờ nên gọi là đồng sự cố rồi, thủ đoạn hay, tính toán giỏi, chẳng trách có người nói, cừu chưa hẳn là cừu, cũng có thể là một con sói đội lốt cừu. Cảm ơn đã khen, nếu như sự xuất hiện của đàm hy là chiêu ngầm sẩm đoá nhi sử dụng khi nôn nóng, thì sự gia nhập của cổ hoài cẩn là sản vật của một mưu đồ được trừ tỉnh đã lâu. Thì ra hai năm trước mã cảnh quốc đã bán cổ phần cho cố hoài cẩn, trên thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần còn xuất hiện chữ ký của Sầm Trấn Đông. Hôm nay việc mà cổ hoài cần làm, chẳng qua chỉ là đá kẻ bù nhìn đi, thu lại toàn bộ lợi ích hợp pháp về trong tay. Nói cách khác, mục đích của cuộc họp ban quản trị lần này không phải là để trưng cầu ý kiến mà là làm tròn nghĩa vụ thông báo. Không có chỗ để phản bác, ngoại trừ chấp nhận thì vẫn là chấp nhận. Đàm Hy thấy chẳng sao cả, sầm đoá nhi thì lại bị đả kích không hề nhẹ, tốn sức chín châu hai hổ mới loại bỏ được mã cảnh quốc cuối cùng phát hiện ra đây chỉ là một tên tép diêu boss lớn thật sự vẫn còn trốn phía sau mắt thấy có thể ngủ yên giấc kết quả về lại trước khi giải phóng tất cả mọi cố gắng đều trở nên vô dụng sầm đoá nhi tức giận đến mức phất tay áo bỏ đi trực giác nói cho cô ta biết cổ hoài cần này có thể còn khó đối phó hơn mã cảnh quốc chủ tịch đã đi rồi những người khác cũng giải tán theo đồng sự đàm xin dừng bước đàm hy dừng bước xoay người mỉm cười đồng sự cố có việc gì sao Tuy biết hắn ta không phải là cổ nguyên, nhưng dính dáng đến khuôn mặt giống y như lúc kia, trong lòng đàm hy không thể nào bình tĩnh được. Hình như cổ, không muốn gặp tôi cho lắm, đồng sự cố nói đùa rồi, nhưng tôi nhìn ra được cảm xúc vừa yêu vừa hận trong mắt cô, chuyện này nên giải thích như thế nào đây? Hắn ta tiến đến gần, áp lực kỳ lạ rơi xuống trên vai, vẻ mặt đàm hy bỗng trở nên lạnh lùng, lùi về sau nửa bước. Vừa yêu vừa hận, anh chắc mắt anh không có bị gì chứ, tôi rất chắc chắn, không ồn ào không tức giận cứ như một kim càng mặt cười thủy hỏa bất nhập xem ra anh phải tìm thời gian đi đến bệnh viện kiểm tra đi có bệnh thì phải trị hắn ta nheo mắt đồng sự đàm giỏi ăn nói thật đàm hy cong môi cảm ơn đã khen giám đốc đàm không chỉ giỏi ăn nói mà thủ đoạn còn cao siêu hơn không phí chút sức nào đã khiến sầm đoá nhi đồng ý chuyển nhượng cổ phần lắc người một cái thì đã thành cổ đông lớn thứ hai ngay cả tôi cũng bị cổ đè một bậc cho còn con của tôi sao có thể so sánh được với cậu hai cố anh đây ánh mắt hắn ta khẽ trầm xuống nụ cười cứ như cố định trên môi ngay cả độ cong cũng ăn khớp không hề có chút thay đổi nào nếu không phải do cô chen chân vào thì giờ đây sấm thị đã sớm là thiên hạ của nhà họ cố rồi đàm hy nhướng mày bỗng nhiên hiểu ra cố hoài cần không đồng ý lời đề nghị đầu tư của sầm đoá nhi không phải là vì hắn ta không muốn nhúng tay vào sầm thị mà ngược lại có lẽ vào hai năm trước người nhà họ cố đã sớm nhằm vào sầm thị thậm chí lấy được cổ phần trong tay mã cảnh quốc chỉ cần lấy được một nửa cổ phần trong tay sâm đoá nhi thì nhà có cố có thể trở thành cổ đông lớn nhất từ đó tiến tới nuốt trọn toàn bộ lúc đầu từ chối sầm đoá nhi là muốn thả dây dài câu cá lớn dù sao thứ nhà họ cố muốn là một nửa cổ phần trong tay cổ ta vừa không thể trực tiếp đề nghị khiến người khác nghi ngờ chỉ có thể từ từ mưu tính chỉ cần sầm đoá nhi tìm lên của một lần nữa họ sẽ có thể bắt đầu trả giá so với chiều ép buộc thu mua của nhà họ tân thì chiều này cao siêu hơn rất nhiều lần. Mắt thấy kế hoạch đang tiến hành thuận lợi, sầm thị đã trở thành vật trong túi của nhà họ cố, nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một chướng ngại vật là đàm hy. Đã chen chân vào thì thôi, còn trực tiếp ra tay phế đi con cờ mã cảnh quốc kia. Ngưu đồ nhà họ cố vất vả chủ tính hai năm trời, cuối cùng lại thành ra công cốc, cố nghiệp sao có thể nuốt trôi cục tức này. Thế nên lần này chẳng phải đã cử đứa con trai thứ hai đến mỉa mai đàm hy đấy sao? nhưng rõ ràng cố hoài cần không tính nghe theo lời ông ta đến tận bây giờ vẫn còn khách sáo với đàm hy tuy đàm hy nghi ngờ về thái độ của hắn ta nhưng những lời nên nói vẫn phải nói món ăn trong mâm của nhà họ cố chưa chắc là đối tượng săn lùng của người khác hưu chết vào tay ai thì phải dựa vào bản lĩnh của họ dù sao ai ăn được thịt thì kẻ đó mới là người chiến thắng cuối cùng cho dù giữa đường bị cản trở cũng chỉ có thể than một cầu tài năng không bằng người khác đồng sự cố cảm thấy có phải đạo lý này hay không Bốp bốp bốp, cổ hoài cần không nhịn được bèn vỗ tay, hay cho cầu tài năng không bằng người khác, hy vọng đồng sự đàm có thể tự tin mãi như vậy. Xin nhận lời tốt của anh, đàm hy mỉm cười, không có chuyện gì khác thì tôi xin đi trước. Tôi rất tò mò, lúc cổ đàm nhìn tôi, trong lòng đang nghĩ đến ai. mươi 725, càng ngày càng thú vị. Giây phút ấy, con tim đàm hy như rừng đập, có thể chỉ có vài giây, có thể còn dài hơn, cổ xoay người nhìn cố hoài cần, nói đúng hơn thì phải là dịch phong tước. Đối diện với khuôn mặt giống với cố miên, cô không thể nói ra những lời ác độc được. Cho dù, người này rất có khả năng là đầu sỏ hại chết cô vào kiếp trước. Tôi không hiểu lời của đồng sự cố cho lắm, giả ngốc không phải là chiêu trò gì hay đâu. Đàm Hy khẽ cười, không trả lời. Cố hoài cần để lại một câu, tự lo lấy mình, tuyệt đối đừng để tôi tìm được chứng cứ. Sau đó xải bước rời đi, đàm Hy ngơ ngác đứng yên tại chỗ trong hai giây, đột nhiên rời khỏi phòng họp, sắc mặt không thay đổi, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Sự thay đổi của cô khiến cô thư ký phía sau giật mình hoảng sợ, vội vàng rời tầm mắt đi. Đồng sự đàm đáng sợ quá, con tim nhỏ bé của cục cưng không chịu nổi. Mắt thấy thang máy đã đến, còn không lên tiếng thì rất có thể sẽ không giữ được người. Cô thư ký bị hoảng sợ bởi khí thế mạnh mẽ của đàm nữ vương, chỉ đành bất chấp lên tiếng. Sầm tổng nói cô ấy đợi cô trong văn phòng, đàm hy nhướng mày, do dự trong phút chốc, cuối cùng vẫn cất bước đi về phía văn phòng chủ tịch tuy biết tâm trạng của sầm đoá nhi không được tốt lắm nhưng vừa vào cửa đã có một chiếc ly thủy tinh bay tới vẫn khiến đảm ghi có hơi trở tay không kịp may mà cố né nhanh nhưng cơn tức giận cũng lên theo cô cười lạnh hai tiếng cố lên cơn điên gì đấy hả lúc nãy khi cố hoài cần còn ở đó sao cổ không ném vào mặt hắn ta đi cũng chỉ biết hoành hành trong nhà câu này không hề trừ lại chút mặt mũi nào cho sầm đoá nhi cô thư ký nghe được một nửa liền vội vã rời khỏi văn phòng Kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trong nghề nói với cô ta rằng, có vài chuyện không nên nghe, cho dù nghe thấy cũng phải xem như mình bị điếc. Đại thần đấu đá, vạ lây đến người vô tội, cố né ra xa một chút vẫn tốt hơn, cô nói ai hoành hành trong nhà hả. Sầm đoá nhi vừa nghe thấy, vốn đang tức giận, giờ đây lại càng giận hơn, có xu thế sắp lan rộng. Sắc mặt của đàm hy không thay đổi, vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, trong này ngoài có và tôi ra, còn có người khác sao. Thư ký còn có mắt quan sát hơn cô, cô, lờ đi dáng vẻ sắp bùng nổ của sầm đoá nhi đàm hy ngồi xuống đối diện với cô ta còn nhàn nhã vắt chéo chân bây giờ phải làm sao sầm đoá nhi bình tĩnh trở lại hít thở sâu ngồi xuống cái gì phải làm thế nào dĩ nhiên là đối phó cố hoài cẩn rồi đàm hy cười nhạo cô nói đối phó là đối phó được à thật sự cho rằng đơn giản như nhổ bắp cải sao lúc đầu chẳng phải mã cảnh quốc cũng cô thấy có thể so sánh cố hoài cẩn và mã cảnh quốc với nhau đàm hy hỏi ngược lại trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng bước ra khỏi phòng họp tâm trạng cô đã rất tồi tệ nay còn bực bội hơn đáng tiếc sầm đoá nhi không hề biết quan sát sắc mặt tại sao không thể so sánh ngay cả lão hổ ly cũng bị xử lý rồi còn sợ một con nghe hay sao ha tốt xấu gì cô cũng là tổng tài một tập đoàn sao có thể ngu ngốc đến vậy sầm đoá nhi lại bị chọc tức nhưng cũng không biết là vì đã quen rồi hay từng nghe qua những lời nói càng khó nghe hơn nên đã nảy sinh miễn dịch tóm lại cô ta chỉ phồng má trợn mắt chứ không đập đồ như lúc ban đầu đàm hy đừng cho rằng cô giỏi thì có thể tùy tiện đả kích người khác tôi tôi cũng biết tức giận đấy nhé ồ sau đó thì sao mẹ nó chỉ có một chữ ở nếu hai năm trước nhà họ cố đã bắt mã cảnh quốc ngoan ngoãn giao cổ phần ra không chỉ vậy mà còn khiến ông ta cam thâm tình nguyện làm bù nhìn nhiều năm như thế thực lực đối phương không thể xem thường chúng ta có thể xử lý mã cảnh quốc là nhờ vào việc ông ta bắt cóc trình vũ đuối lý mới có thể có gan đánh đấm ông ta nhưng hiện nay trong tay chúng ta không hề có sơ hở của cố hoài cẩn cô cho rằng hắn ta sẽ ngoan ngoãn chịu thiệt hay sao sầm đoá nhi chìm vào trong im lặng đàm hy tiếp tục nói huống hồ hắn ta là người nắm giữ cổ phần hợp pháp một khi phản pháo rất có thể sẽ hủy luôn cả sầm thị đến lúc đó cố định làm như thế nào những thứ khác tôi cũng không nói nhiều nữa đạo lý cũng như thế cổ tự suy nghĩ cho rõ ràng đi nói xong đàm hy đứng dậy rời đi những điều này sầm đoá nhi không hiểu hay sao cô ta quá hiểu ấy chứ chỉnh bởi là vì mối quan hệ lợi và hại ở bên trong nên mới càng tức giận vừa nghĩ đến tên họ cố vào hai năm trước không có khi còn sớm hơn đã nhắm vào sầm thị cô hận không thể giết chết cái tên đó hai năm đó không phải hai tháng hai ngày kế hoạch nuốt chọn chủ tính đã lâu nếu không phải đàm hy ra tay có thể sầm đoá nhi không dám nghĩ tiếp nữa đàm hy lấy xe chạy về bồng lai trong một chiếc xe mercedes không bắt mắt ở một nơi cách đó không xa cô gái tóc vàng xinh đẹp ngồi ở ghế lái cẩn thận quan sát vẻ mặt của boss thông qua kính chiếu hậu im lặng đến mức khiến cố thở không ra hơi đi theo cẩn thận một chút vâng đàm hy lại đi được một đoạn thì phát hiện ra chiếc xe mercedes đó dường như đang bám đuổi cô đột nhiên cong khóe môi dịch phong tước ha tiêu rồi người đẹp ngạc nhiên kêu lên cô ta phát hiện chúng ta rồi đang tăng tốc một cách điên cuồng khuôn mặt hắn ta trầm xuống ba phút sau boss xin lỗi tôi không biết kỹ năng lái xe của cô ta giỏi như thế tự mình đi tìm sam nhận phạt cả người cô gái run lên ánh mắt toát lên vẻ hoảng sợ cắn răng đáp một tiếng vâng dịch phong tước nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc sau khóe môi xuất hiện một nụ cười nhạt càng ngày càng thú vị rồi đây chương 726, tháng 9 mùa tự trường, N hoán đến. Thụy sĩ, vì muốn cắt đuôi, đàm hy đi một đường khác, giữa đường nhìn thấy một siêu thị quy mô lớn, cô tìm một chỗ dừng xe, rồi bắt đầu đi vào càn quét. Cô gái ăn mặc lịch sự đứng trước khu rau củ và chế phẩm từ sữa, tay đẩy một chiếc xe mua sắm, dường như trông chẳng khác gì với người nội trợ bình thường. Nhưng nếu quan sát kỹ, vẫn có thể phát hiện ra chỗ khác biệt. Đàm Hy lựa đồ luôn nhanh gọn dứt khoát, sẽ không đắn đo lựa chọn nhiều lần, cứ như nhắm vào thứ gì, nếu không có vấn đề gì lớn thì sẽ. Đem đi cân ngay, trong chốc lát đã thấy khác hẳn với các gì các mẹ lề mề chậm chạp, nhìn thấy bao bì bị thủng một lỗ nhỏ là phải chọn lại lần nữa. Lựa rau mất 45 phút, thịt thà có cá có tôm có thịt, sữa bò sữa chua cũng lấy đủ, từ lúc vào đến khi thanh toán, cả quá trình không vượt quá 30 phút, lúc đi ra hai tay đều xách theo hai chiếc túi cỡ lớn nhất, có thể thấy thu hoạch bội thu. Đàm Hy nên mừng rằng hôm nay cô lái một chiếc Porsche 4 chỗ, cốp xe sau có đủ không gian đựng đồ. Về đến bồng lai là vừa kịp thời gian ăn trưa, không ngờ Vú Trương cũng có mặt, không chỉ quét dọn nhà cửa hết một lượt, mà còn dọn cơm lên bàn, nhìn dáng vẻ đang chờ đàm hy trở về. Vừa hay, cổ bôn ba cả một buổi sáng nên một không muốn nấu nướng, ngồi xuống là có thể ăn rồi. Còn về thực phẩm có mua về, vốn định để đến tối mới nấu. Ăn xong, cô xem tivi một lát, lúc 1 ba 30 thấy buồn ngủ, đàm hy vào phòng ngủ trưa. Khi tỉnh dậy, Vũ Trương đã đi rồi. Khoảng 4 giờ 30 phút, cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Cái gọi là trước lạ sau quen, bây giờ Đàm Hy đã không cần đặt sách hướng dẫn bên cạnh, mà vẫn có thể nấu ăn như bình thường, còn làm trông khá ra hình ra vẻ. Khi Lục Trinh vào cửa cũng là lúc món ăn cuối cùng được múc ra khỏi nồi. Khoảng thời gian này, cuộc sống của nhị gia có thể nói là tràn đầy. Ánh mặt trời, không chỉ vừa tan ca là đã có cơm nóng canh nóng, buổi tối còn có thể đấu vài hiệp với yêu tinh, đúng là xuân phong đắc ý. Ông chủ vui vẻ, nhân viên công ty cũng hưởng sái theo. Hai người Trần Khải và Hàn Uy là người có quyền phát ngôn nhất. Giám đốc Hàn, có phải gần đây lão lục ít tức giận hơn không? Chật, các giám đốc phòng ban, mặt mày ai nấy cũng đều hồng hào. Thư ký Trần, ờ, có thể cuộc sống khá hài hòa. Giám đốc Hàn, không ngờ anh là một lão lục như thế. Ăn cơm xong, lục trinh chủ động rửa bát. Đàm Hy cũng không nhàn rỗi, ngoan ngoãn đứng một bên lau đĩa. Lục Trinh rửa xong thì đưa cho cô, để cho cô lau, rồi đặt vào trong tủ bát, rất có dáng vẻ của phu sướng phụ thủy. Cuộc họp ban quản trị hôm nay thế nào? Đàm Hy bĩu môi, nhìn thấy một người quen. Hu, cố hoài cần đó, cô cố gắng để cho giọng điệu của mình có vẻ bình thường tùy ý một chút. Anh khựng lại, hắn. Đàm Hy liếc nhìn, trái tim căng lên, ừ, nói ra chắc anh sẽ không tin, hắn bỗng nhiên lại trở thành cổ đông của công ty. Lục Trinh hỏi tình hình cụ thể, Đàm Hy thành thật trả lời. Trước lúc đó, anh không hề nghe thấy một chút tin tức gì sao thủ đô chỉ lớn có bấy nhiêu tuy cổ hoài cẩn về nước không lâu nhưng lục trinh và nhà họ cố vẫn nằm trong cùng một giới nói thế nào cũng nên biết được một chút động tĩnh nhưng lục trinh không có chà bàn cờ của nhà họ cố cũng lớn nhỉ đàm hy chìm vào suy nghĩ sau này bớt tham gia các cuộc họp ban quản trị của bên kia lại anh tắt vòi nước đưa một chiếc đĩa cuối cùng qua cho cô đàm hy dùng khăn lau khô đặt vào trong tủ xoay người dựa vào bếp, vì sao? Cố hoài cẩn này, nguy hiểm lắm, vâng, chớp mắt, đã đến cuối tháng 8, tháng 9 là mùa tự trường, thời gian nhập học của trường đại học, T là ngày 10 tháng 9, đàm hy về lại tân thị trước một tuần. Dĩ nhiên, lục nhị ra đích thần làm tài xế đưa cô qua đó. Trước đó, đàm hy tặng một tấm vé máy bay bay thẳng đến Thụy Sĩ cho N, N. hoán. Tất nhiên, không phải hắn ta cứ qua đó là được, còn phải chuẩn bị kỹ càng, bao gồm hộ chiếu, ngoại tệ, ngôn ngữ trao đổi thường ngày, quy hoạch đường đi nước bước thế nào và cách tránh né tại mắt của tập đoàn thiên tước cắm tại Thụy Sĩ VV. 20 triệu tiền thù lao, N hoán muốn không động lòng cũng khó, nhưng điều kiện tiên quyết là phải sống trở về, có thể nói là lấy mạng ra đặt cược. Vì thế, quá trình chuẩn bị và huấn luyện trước khi hành động trở nên vô cùng quan trọng. Hiển nhiên Đàm Hy đã dồn hết tâm trí và kế hoạch cho hắn ta. N hoán thì lại dùng cách học nhồi nhét để tiếp thu các loại tri thức và tình báo. Đêm trước khi đi, hai người hẹn gặp mặt tại chỗ cũ bên sông đàm hy nhất định phải cẩn thận giữ mạng là trên hết n hoán tôi sẽ sống sót trở về cứ như thế n hoán bước vào con đường đãi vàng chưa biết lành giữ khó đoán sau khi lục trinh đưa đàm hy đến tân thì cũng không vội rời đi mà ở lại trung cư nhỏ hai ngày rồi mới trở về thủ đô dĩ nhiên cô nàng tội nghiệp nào đó đã bị con sói hoang to lớn hành hạ vô số lần cuối cùng vào buổi chiều ngày thứ ba tiến được vị phật lớn này đi những cảm xúc buồn bã chia ly, quyến luyến mịn dịn gì đó đều hóa thành oán niệm, anh xem tự thể em đi đường, nhìn thêm dấu vết trên người em, không có cách nào để gặp người khác nữa rồi. Tâm trạng của nhị ra vui vẻ, ngay khi lái xe cũng huyết sáo nữa mà. Đêm đó, đàm hy cũng xem như được ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau vui vẻ đi đến thịnh mậu. chương 727, bị xem mắt, tìm đến tận nơi. Lưu Tổng đâu, đàm hy đến công ty, nhưng không nhìn thấy Lưu Diệu, Linda mím môi, dường như không tiện lên tiếng. Xảy ra chuyện gì rồi? À, tôi nghe nói, ba mẹ Lưu Tổng đến thăm cậu ấy. Cho nên, Đàm Hy mở tập tài liệu được chất thành đống trên bàn, không quan tâm lắm, có gì đáng để ấp à ấp úng đâu. Hình như muốn giới thiệu đối tượng cho cậu ấy. Đàm Hy khựng lại, là sao? Linda cân nhắc một lúc, đối diện với ánh mắt thắc mắc của Boss, gật đầu một cách rất khẳng định. Giới thiệu đối tượng, đổi một cách nói khác, tức là xem mắt ý hả? Ha, Xem ra ông bà Lưu vẫn chưa biết chuyện kia Đàm Hy vung bút Ký tên vào chỗ trống Đóng lại Đặt sang một bên Mở tiếp tài liệu thứ hai Lâm Tâm thì sao Kêu anh ta đến văn phòng một chuyến Hôm qua tiểu lầm xin nghỉ phép rồi Đàm Hy không thấy bất ngờ Nhàn nhãn bưng ly nước lên Uống một ngục Anh ta xin nghỉ phép gì Nghỉ phép kết hôn Khổ Anh ta xin nghỉ phép kết hôn Tôi nhìn thấy trên đơn viết như thế đó Ai Ken đồng ý rồi Hai tháng trước Lâm Tâm vào làm cầm theo giấy chứng nhận giải nhất giao dịch chứng khoán A, bất ngờ vào tổ thao tác, nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của Iken. Họ đều là người trẻ tuổi, đã âm thầm xưng anh em với nhau cả rồi. Vừa nghe nói anh em của mình sắp kết hôn, làm gì có cái lý không duyệt nghỉ phép chứ. Vì thế anh ta ký tên một cách sảng khoái, đàm hy chìm vào suy nghĩ, cuối cùng sau khi ký xong năm phần tài liệu, rút ra được một kết luận đáng sợ, việc đã bại lộ. Nhưng chợt lại nghĩ theo kiểu vui sướng trước nỗi đau của người khác, có nên cho Lâm Tâm thêm vài ngày phép để tiện làm lớn chuyện bên kia Lưu Diệu ngứa mũi xoay người hắt xì một cái A à, Diệu xảo xảo có chỗ nào không tốt gặp mặt thôi mà có cần bài xích đến thế không mẹ Lưu rút khăn giấy lau mũi cho con trai phải nói là khuyên hết lời rồi Lưu Diệu lắc đầu lần thứ n Mẹ con xin mẹ đừng hành hạ con nữa được không cái này sao gọi là hành hạ được liên quan đến việc lớn cả đời của con bắt buộc phải đặt lên hàng đầu không có cửa để thương lượng thêm. Mẹ Lưu trở nên cứng rắn. Ba, khuyến mẹ đi chứ. Ba Lưu đang tính lên tiếng, mẹ Lưu liếc mắt nhìn tới, lo mà thái rau của ông, đừng làm loạn cho tôi. Ba Lưu cười lấy lòng vợ, vứt lại cho con trai một ánh mắt tự cầu phúc, sau đó tiếp tục đi thái sợi củ cải của ông. Mẹ đã hẹn thay cho con rồi, chiều nay, phòng nhỏ trong thú trà lầu. Lâm xảo nói rồi, con bé sẽ đến đúng giờ. Lưu Diệu ngừng cười, anh ta cho rằng chỉ cần nói đùa vài câu là có thể qua ải nhưng không ngờ mẹ anh ta lại làm thật, xem ra không tỏ rõ thái độ là không được. Mẹ, con không có cảm giác với Lâm Sảo, sẽ không đi đâu. Vậy còn có cảm giác với ai? Hả, mẹ và ba con không yêu cầu cao, chỉ cần là một cô gái có gia thế trong sạch là được, không nói cứ nhất định phải là Lâm Sảo. Con thì hay lắm, cấp ba không yêu đương thì còn có thể nói là vì phải học tập, nhưng 4 năm đại học vẫn không có động tính gì, đến bây giờ đã đi làm rồi vẫn lủi thủi một mình, như thế sao mà được? Lưu Diệu trầm mặc, cũng có thể không biết nên nói gì để phản bác lại con trai à mẹ cũng không muốn đốc thúc con nhưng chúng ta không yên tâm không yên tâm cái gì giọng nói của lưu diệu trở nên lạnh lùng ánh mắt bà lưu khẽ lóe sáng không giải thích nhiều chỉ nói dù sao con bắt buộc phải đi gặp lâm xảo không đi con con có người yêu rồi mẹ lưu kinh ngạc sau đó mặt mày trở nên rạng rỡ sao con không nói sớm con gái nhà ai vậy khi nào dẫn đến cho mẹ gặp mặt đây tạm thời không cần đợi ổn định rồi nói tiếp người thủ đô hay tân thị nhưng không sao hai chỗ này cũng khá gần lưu diệu không muốn nói chiều chỉ ừ hai tiếng cho có lệ mẹ nhớ từ chối phía bên lâm xảo ôi xảo xảo là một đứa trẻ tốt hai con lúc bé còn cùng chơi nặn bùn với nhau chỉ tiếc lưu diệu nghe lời cằn nhằn bực bội không thôi đúng rồi con với cô gái đó làm chung một công ty hả gì à, mẹ lưu kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa tính toán xem làm sao để nghe ngóng thêm một ít tin tức của đối phương từ trong miệng con trai mình. Con đi rót cốc nước, Lưu Diệu tìm đại một lý do chuồn đi. Hừ, con cho rằng con không thừa nhận thì bà đẩy đoán không ra à. Cũng không xem thử là ai đẻ ra con, ai hiểu con bằng mẹ, xem ra, khả năng là đồng nghiệp rất lớn. Cứ như thế, mẹ Lưu mang theo nỗi khát khao muốn gặp con dấu, nhân lúc Lưu Diệu không có ở nhà bèn tìm đến công ty. Ba Lưu, chúng ta như thế này không được hay cho lắm nhỉ. Mẹ, Lưu, có gì không hay chứ? Ba Lưu, tìm lên tận nơi như thế, làm cứ như đi hỏi tội, trở về làm mất mặt con trai. Mẹ Lưu, tôi đến gặp con dấu, có gì mất mặt đầu? Và lại A Diệu không phải là giám đốc công ty này hay sao? Ai dám nói nằm lung tung chứ? Ba Lưu, muốn đi thì bà đi đi, dù sao tôi cũng sẽ đợi ở đây. Mẹ Lưu, ông dám. Ba Lưu, tôi biết phải làm sao đây. Tôi cũng rất tuyệt vọng nhé, cứ như thế hai vợ chồng vào thang máy đánh thẳng đến tầng lầu của thịnh mậu, tinh. Xin hỏi, hai bác là, tiếp tân mỉm cười chào đón, ánh mắt tinh tường của mẹ Lưu quan sát cô ta từ đầu đến chân, ho nhẹ hai cái mới lên tiếng, chúng tôi là ba mẹ của Lưu Diệu. chương 728, làm loạt một, nhân viên tiếp tân hơi bất ngờ, suy nghĩ một lát rồi kiên nhẫn thông báo, vài hôm nay Lưu Tổng đều không đến công ty. Trong lòng lại lẩm bẩm hóa ra ba mẹ Lưu Tổng trông như thế này. Hôm trước cổ nghỉ, nên không thể nhìn thấy hai người đấy, chỉ nghe một đồng nghiệp tiếp tân khác nói lại lúc giao ca, hình như là cố ý từ thủ đô đến Tân thị để giới thiệu đối tượng cho Lưu tổng. Sao hôm nay lại tìm đến công ty rồi? Không phải nên dẫn con trai đi xem mắt hay sao? Kỳ lạ, bên kia, mẹ Lưu đã chắc chắn đấy không phải là người con trai mình thích. Dù sao không có người con gái nào lại có thể bình tĩnh khi gặp được ba mẹ bạn trai mình như thế. Sau đó lại dùng cách tương tự bài trừ hết nhóm người Châu Miểu, Tạ Văn Ti, Lâm Diệu Diệu, còn về Linda và Dương Thuyền, tuổi quá lớn, vừa nhìn liền biết là phụ nữ đã có chồng, càng không có khả năng. Mẹ Lưu không nói lời nào đã xông thẳng vào, một đôi mắt mang theo ánh sáng quét 360 độ không góc chết, hành vi như thế khiến mọi người không hiểu gì hết. Quan trọng là, bà ấy không nhìn nam, mà chỉ nhắm vào vài nữ đồng bào ít ỏi trong văn phòng. Tạ văn ti trốn sau tủ, ánh mắt của gì đây sắc bén quá. Lâm Diệu Diệu ngơ ngác, chị Linda, chuyện gì vậy? Châu Miểu, tôi dựng hết cả tóc gáy lên này. Đáng sợ, Linda hết cách, chỉ đành mời ba lưu mẹ lưu đến phòng hợp, còn về thái độ, có thể xem là khá cung kính khách sáo. Mẹ lưu không phải là người không nói lý lẽ, chắc cũng biết hành vi của mình qua đường đột, không được lịch sự cho lắm, cho nên cũng không làm khó Linda, rất tự giác đi vào phòng họp. Mời hai bác ngồi, hai bác muốn uống gì ạ? À? Có nước lọc, trà xanh, cà phê, tiểu Linda, đừng làm nữa, không ngại ngồi xuống nói chuyện với gì chứ. Tiểu Linda, cái gì đây? Đối với xương hô này, Linda không thích, nhưng cũng tiện đính chính, cứ nghe cho có vậy. Chỉ có việc gì sao? Gọi gì tất nhiên là không thích hợp. Linda phát huy hết mức phẩm chất IQ cao của mình, chọn một cách gọi dễ nghe như thế kia. Quả nhiên, mặt mày mẹ lưu dễ chịu hơn hẳn, cười càng tươi hơn, là thế này, chị muốn hỏi, ngoại trừ lễ tấn ra thì công ty các em rốt của có mấy nhân viên nữ. Linda không thể hiểu được trong hồ lô của đối phương bán thuốc gì, nhưng đây là một vấn đề đơn giản, cũng không phải bí mật, nên cô trả lời chân thật cộng thêm em, tổng cộng 6 người. Tại sao lúc nãy chị vào chỉ nhìn thấy có 5 người? À, luật sư Trình có văn phòng riêng của mình, bà Lưu đột nhiên hứng thú, có thể dẫn chị đi xem thử không? Lời còn chưa dứt, tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà càng ngày càng rõ ràng, không lâu sau có tiếng gõ cửa vang lên. Ba người nhìn theo bản năng, chỉ thấy một cô gái cao gầy xinh đẹp đứng bên cửa, bộ âu phục màu xám sập, mạnh mẽ giỏi giang, còn hành động gõ cửa chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của người bên trong, dù sao cửa vẫn luôn mở nãy giờ. Linda, luật sư Trinh, sao thế? Mẹ Lưu đột nhiên vực dậy tinh thần, đáng tiếc, ánh mắt của Trình Vũ không hề dừng trên người bà. 15 phút sau tôi cần dùng phòng họp, chị sắp xếp một chút nhé. Được, hai bác đây là, ba mẹ của Lưu Tổng. À, kêu hai bác đi nhanh nhé, nhóm luật sư của Cửu Châu sẽ đến ngay thôi. Lời vừa nói ra, sắc mặt mẹ Lưu bỗng nhiên không vui. Hai bác, bà già lắm sao nhanh chóng rời đi đang chế bà vướng víu à xem ra người con trai thích cũng không phải luật sư trình cao ngạo này rồi tiểu linda à công ty các em còn nhân viên nữ nào khác không linda nhìn bà bằng một ánh mắt kỳ quái chị à đánh liều hỏi một câu rốt cuộc chỉ có việc gì chị muốn lúc này trình vũ vốn đã rời đi bỗng nhiên quay trở lại linda đàm tổng kêu chị đến văn phòng một chuyến được tôi sẽ đi ngay nhanh lên bên kia đang hối nói xong trình vũ liền bỏ đi linda xin lỗi nhìn mẹ lưu mẹ lưu nhìn ra được sự khó xử của cổ xua tay làm phiền tiểu linda rồi đi làm việc đi không phiền ạ à, thể hai anh chị à bọn chị vẫn còn chút chuyện chuẩn bị đi rồi linda thở phào em kêu ti ti tiến hai người đi ra không cần không cần vốn đã làm phiền em nhiều rồi mẹ lưu chuẩn bị đi trên mặt khó nén nổi sự thất vọng trong công ty thật sự không có cô gái nào khác nữa sao đợi đã tiểu linda à đàm tổng lúc nãy các em nói là nam hay nữ vẻ mặt linda hiện lên vẻ kỳ quái đàm tổng là nữ vừa nói hết câu chỉ thấy ánh mắt vốn ảm đạm của mẹ lưu bỗng nhiên phát sáng ôi chắc chắn là cô ấy rầm 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 cửa văn phòng bị đập rầm rầm đàm hy cao mày trong lòng thầm nói linda không phải là một người hấp tấp như vậy vào chưa đợi cô nói xong chữ đi thì thấy một di tuổi trung niên mặc áo tay ngắn phối kèm với chiếc quần ống rộng xông vào Linda đi sát theo sau, trông cô ấy có vẻ hơi chật vật vén tóc ra sau tai, xin lỗi đàm tổng, tôi không cản được. Đàm hy cao mày nhìn người phụ nữ phía trước, có việc gì sao? Ánh mắt đàm hy hờ hứng, giọng điệu lạnh lùng, mẹ lưu ngay lập tức cảm thấy không hài lòng. À, cô ấy vẫn không biết bà là ai, thế là tiến hành tự giới thiệu, tôi là mẹ của lưu diệu. Đàm hy hơi kinh ngạc, ánh mắt dò hỏi nhìn sang Linda. Linda gật đầu, trước đây ba lưu mẹ lưu có đến công ty, nhưng đàm hy không có mặt, nên không thể gặp được. Thì ra là bác gái, mời ngồi. Đàm Hy chỉ vào chỗ ngồi đối diện, lại xua tay với Linda, ra hiệu cho cô ra ngoài. Sắc mặt mẹ Lưu mới dịu xuống, cháu chính là Tiểu Đàm. mươi 729, làm loạn hai Tiểu Đàm, cô nàng nào đó ngơ ngác, nhưng đối phương đúng thật là bậc bề trên, kêu một tiếng Tiểu Đàm cũng không có gì không ổn. Bác gái có việc gì sao? Nể mặt Lưu Diệu, Đàm Hy không ngại khách sáo ba phần với mẹ Lưu biểu hiện vừa rồi lại khiến cho mẹ lưu càng khẳng định đây là người con gái con trai mình thích tướng mạo cũng khá là đoan chính có điều ánh mắt quá linh hoạt vừa nhìn là biết không phải là một người an phận quan trọng là chức vị còn ngang ngửa với con trai cũng kêu là tổng gì đó tương lai chắc chắn sẽ không dễ dạy bảo dù sao ấn tượng đầu tiên của mẹ lưu chính là cảm thấy đứa con dâu này không dễ cầm nắn khụ tôi và ba nó đi một quãng đường xa như thế còn chưa kịp uống ngụm nước tiểu đàm cháu xem tiếp đãi không chu đáo rồi, cháu sẽ kêu người mang vào. Nhưng tôi cảm thấy, cháu nên đích thân đưa đến trước mặt chúng tôi thì sẽ có thành ý hơn, cháu nói có đúng không? Nụ cười của đàm hy nhạt đi một ít, chỉ cần uống được nước, ai mang đến trả như nhau. Ba gì này không bị bệnh gì đấy chứ, coi công ty là của nhà bà ta mở à, mở miệng ra là tiểu đàm, còn sai cố đi bưng trà rót nước. Làm kiểu làm dáng đến tận trước mặt xếp của con trai, đầu óc. Bị, hỏng rồi chăng? Thấy Đàm Hy không chịu đi làm, trong lòng mẹ Lưu khó chịu, một ánh mắt lạnh quét tới, Đàm Hy cảm thấy chẳng hề có áp lực. Thấy bầu không khí càng ngày càng ngượng gạo, ba Lưu ra mặt giảng hòa, chúng tôi không khát. Mẹ Lưu kéo chồng một cái, nhìn thấy động tác nhỏ của hai vợ chồng, Đàm Hy im lặng quan sát. Có thể nuôi Lưu Diệu thành một thanh niên tốt lấy độ nho nhã, theo lý mà nói, hai vợ chồng nhà này chắc không phải là kiểu người gây chuyện bậy bạ mới đúng, nhưng phong cách trước mắt có hơi sai sai, Đàm Hy tỏ vẻ không thể tiếp thu được hai bác hôm nay đến đây có việc gì sao? Nếu muốn tìm Lưu Diệu, có thể gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy hiện không có ở công. Ti, chúng tôi biết nó không có ở đây. Giọng nói của mẹ Lưu có hơi dồn dập hôm nay đến, chủ yếu là muốn gặp cháu. Cháu, đàm hy cao mày, chắc cháu cũng biết rõ, nhà chúng tôi chỉ có mỗi mình Lưu Diệu, dĩ nhiên là hy vọng nó nhanh chóng kết hôn, ổn định cuộc sống. Cháu hiểu ý của tôi chứ? Đàm Hy lắc đầu, cô không hiểu, cái gì với cái gì đấy trời, buồn cười quá đấy, mẹ Lưu tức thở phì phò, muốn mắng một câu quá ngốc, nhưng suy cho cùng phải trừ lại chút mặt mũi cho con dấu, nên cố gắng kiềm chế. Miễn cưỡng nở một nụ cười thế này đi, cháu nói trước về tình hình trong nhà ra xem nào. Tình hình nhà cháu sao phải nói với bác? Vẻ mặt cô khá là vô tội, quan trọng là Đàm Hy thật sự rất vô tội. Ai có thể cho cô biết suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Mẹ Lưu nghẹn họng, quả thật không thể nhịn thêm. Cháu là bạn gái của Lưu Diệu chẳng lẽ không nên. Đợi chút, bác nói, cháu, Đàm Hy chỉ vào mũi mình, là bạn gái của Lưu Diệu. Đúng vậy, ồ, oh, cuối cùng Đàm Hy cũng đã hiểu ra. Khi Lưu Diệu nhận được cuộc gọi, anh ta đang ở trong một căn chung cư tâm tình với Lâm Tâm. Anh đã thương lượng xong xuôi với mẹ, nếu không bấy đã đang uống trà trò chuyện với xảo xảo. Ha, nghe giọng điệu của anh hình như rất tiếc nuối. Không tiếc nuối, không tiếc nuối một chút nào. Lưu Diệu vội vàng tỏ rõ lập trường lâm tầm đổi một tư thế dễ chịu hơn vài người vào trong lòng anh ta còn xảo xảo nữa cũng không thấy ngấy à hay anh gọi em là tầm tầm cút 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 thời gian còn sớm chúng ta có thể làm một lần nữa vào lúc này di động đổ chuông lâm tầm cười sung sướng lưu diệu vứt một ánh mắt cảnh cáo qua sẵn tiện nhéo một cái mới cầm lấy điện thoại trên đầu giường đàm tổng lâm tầm nghiêm túc vậy thì anh mau bắt máy đi nói không chừng có việc gấp đấy lưu diệu vội vàng ấn nút nhận cuộc gọi nghe máy không đến 30 giây, sắc mặt thay đổi, tôi sẽ đến ngay. Lưu Diệu vội vàng đến công ty, đàm hy đã tan ca về trước, mọi người vẫn thản nhiên làm việc của mình, không có tình cảnh chó chạy gà bay như trong tưởng tượng, điều này khiến anh ta hơi bình tĩnh lại. Linda, Lưu Tổng, xin mời đi theo tôi. Lưu Diệu, vất vả cho chị rồi. Linda, việc nhỏ thôi. Một đường đi đến phòng họp, sắc mặt của mẹ Lưu âm trầm, ba Lưu thì thở dài. Lưu Diệu không cho hai người cơ hội lên tiếng, cứng rắn nói có việc gì về nhà hăng nói. Có thể là cảm nhận được tâm trạng gay gâu của con trai, mẹ Lưu không hề mắng lại, chỉ nhìn chầm chầm vào con trai, sau đó rời đi ngay. 20 phút sau, cả nhà về đến chung cư, mẹ Lưu vào cửa không màng đến việc thay giày đã bắt đầu chất vấn. Liên hồi, con trai, rốt cuộc chuyện này là sao? Hôm nay con phải nói rõ ra cho mẹ biết, giây phút này, Lưu Diệu lại cảm thấy nhẹ nhõm, mẹ thật sự muốn nghe, dĩ nhiên, được thôi, còn nói, đảm bảo không sót một chữ. Lưu Diệu vốn đã không đến công ty ba ngày liên tục, giờ lại gọi điện thoại cho Đàm Hy, nói cần thêm vài ngày để xử lý chuyện riêng. Đàm Hy cơ bản đã đoán ra là việc gì, cho anh thêm ba ngày, nếu vẫn còn chưa đủ, thì đừng trách sao tôi lại đi nghi ngờ năng lực làm việc của Tổng Giám Đốc như anh đấy. Cảm ơn, vốn cho rằng Lưu Diệu không có mặt, Lâm Tầm sẽ tiếp tục xin nghỉ phép, không ngờ ngày thứ hai đã đến chỗ Châu Miểu trả phép rồi. I can, người anh em, nhanh như vậy đã xong tuần trăng mật rồi à? Lâm Tân, còn chưa kết hôn, lấy đâu ra tuần trăng mật? Ai Ken, vậy cậu xin nghỉ phép kết hôn làm gì? Lâm Tân, có người muốn cướp người yêu của tôi, anh nói xem có nên đánh trả không? Ai Ken gật đầu, nên, thế cậu thắng chưa? Lâm Tầm bĩu môi, với tình hình như bây giờ, anh ta thật sự không tiện trả lời. chương 730, mưu Đồ Đàm Thị, Fenger Diệu Diệu. Đàm Hi không có dư thừa tinh lực quan tâm đến Lưu Diệu và Lâm Tân bởi vì trước mắt còn có một chuyện quan trọng hơn. Giá cổ phiếu của đàm thị đã rất mạnh 5 ngày liên tục. Sáng nay vừa mới mở phiên không đến một tiếng đồng hồ đã rất đến mức giới hạn. Lúc này, Iken ở trong văn phòng tổng tài, đang báo cáo tình hình cụ thể với đàm hi. Tầm mắt cố rời khỏi màn hình tinh thể lỏng, tay vẫn cầm chuột, hướng đi rất kỳ lạ, anh qua đây xem. Iken vòng qua sau bàn làm việc, đứng bên cạnh đàm hy, hơi khom người. Anh xem, đây là số liệu và hướng đi của hôm qua, đây là hôm trước, hôm trước nữa. Đàm Hy lấy mấy tấm hình ra, có phát hiện ra vấn đề gì không? Ai nhìn qua, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, mức độ giảm của vài ngày này đều như nhau, dường như theo một quy luật tuần hoàn. Nhìn thêm lưu lượng tiền mặt ở mỗi vị trí điểm cong. Đối phương đang cố ý chi phối giá cổ phiếu, ý đổ muốn nâng cao giá. Đàm Hy nhìn anh ta, tỏ vẻ hài lòng, có thể từ hướng đi liên tưởng đến tình hình cổ phiếu, tên nhóc Ai này còn có tiềm lực hơn cô tưởng. Đàm Tổng, Cô, nhìn tôi làm gì, vàng tại anh ta ứng đỏ, tiếp theo nên làm thế nào? Đàm Hy bình tĩnh rời tầm mắt, kiểm nén niềm thôi thúc muốn nhếch môi, không thể cười. Ai Ken lắc đầu, kỹ thuật của anh ta đủ giỏi, nhưng xét về khả năng đo lường lòng người, hay giao tiếp ứng xử thì chẳng ra làm sao cả. Rõ ràng đối phương đã mời trader đến làm nhà cái, nhưng biến động lưới cưa quá lớn, ra tay quá mạnh, ngược lại sẽ chưa tốt thành xấu. Anh ngụy Trang thành Red Trading vào sàn, phân luồng dòng tiền, tốt nhất có thể ép đối phương chủ động ra tay kéo thấp giá cổ phiếu rồi thừa cơ thu vào đàm hy nói rõ vấn đề ngay cả tư duy thao tác thế nào cũng nói hết cho anh ta ai ken cao mày ý của cô là chúng ta làm khách của họ không cần phải chọc vào đối phương một cách lộ liếu cho nên tôi kêu anh phân chia dòng tiền ra khi nào ném ra đàm hy cao mày ai nói muốn ném hả không ném chẳng lẽ lại giữ đến tết anh ta cho rằng sẽ giống với lúc gài bẫy cửu trâu thu vào giá thấp, ném ra giá cao. Tôi muốn đưa Thịnh Mậu vào đàm thị. Aiken kinh ngạc, giống như sầm thị. Không chỉ như thế, Đàm Hi nhếch khóe môi, ánh mắt lấp lánh, thứ cô muốn là quyền khống chế cổ phiếu tuyệt đối. Liên tục hai ngày, Đàm Hi và vài người trong tổ Iken đều ở trong phòng thao tác, đợi tình hình ổn định trở lại, hướng đi trở nên rõ ràng hơn thì Đàm Hi mới dám buông tay giao lại toàn bộ cho người phía dưới thực hiện. Ngày mai tôi sẽ không tới, chuyện còn lại mấy anh tự quyết định đi. Nói xong cô đứng dậy rời đi. Ai Ken tỏ vẻ phấn khích, tầm mắt dính chặt trên màn hình, nhìn hướng đi giá cổ phiếu phát triển đúng theo dự tính, cảm xúc sùng bái dâng lên cuồn cuộn. Lâm sảng, thần kỳ quá, y hệt như hướng đi lý tưởng mà chúng ta hoạch định. Tôn Bái Châu, học hỏi đi, năng lực thao túng này cũng không có ai vượt mặt được. Lưu Đồng Thanh, bốc phét hoa hạ, Lâm tầm rõ ràng vẫn còn đang trong trạng thái chấn động. Anh ta biết Đàm Hy là một tay trader rất lão luyện, nhưng tận mắt nhìn thấy là một khái niệm khác cảm giác chấn động đến không kịp trở tay, con đường phía trước vừa dài vừa xa, anh ta cần phải cố gắng hơn mới được. Lâm Diệu Diệu tỏ vẻ kinh ngạc, sao có thể như thế? Không thể nào, Diệu Diệu, cô không sao chứ? Tôn Bái Châu chưa nói hết câu, đã thấy cô ấy xoay người chạy ra ngoài, lướt qua như một cơn gió, "Ôi, con bé này làm gì vậy? Có thể là trong lòng khó chịu, tìm chỗ để khóc." Khổ, nói ra sự thật chi vậy? Tôi cảm thấy tôi cũng nên tìm một góc ngồi xuống khóc một lát quá lâm diệu diệu mất bình tĩnh đuổi theo nhưng không nhìn thấy đàm hy trong lòng khó nén nỗi thất vọng diệu diệu chị linda có nhìn thấy đàm tổng không ở trong văn phòng đó cảm ơn chị linda nói xong đã chạy đi xa này em cẩn thận một chút thật sự không hiểu các cô gái bấy giờ gặp sếp mà lại phấn khích như thế đàm hy vừa dọn dẹp xong tài liệu cầm áo khoác lên chuẩn bị rời đi đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên mời vào đàm tổng lâm diệu diệu đứng trước mặt cô cười ngọt ngào có phải tôi đến không đúng lúc ảnh hưởng của tan ca không sao có việc gì cứ ngồi xuống nói vâng khoảng thời gian này đã quen chưa đàm hy thuận miệng hỏi quen rồi đồng nghiệp đều khá tốt kéo cô theo hai tổ có thấy áp lực lớn quá không lâm diệu diệu học về tài chính không chỉ có thiên phú về mặt chứng khoán mà cũng làm rất tốt về lĩnh vực quản lý rủi ro nên sau khi đàm hy hỏi qua ý kiến của cô liền phá lệ cho cô ta đi theo hai tổ áp lực chắc chắn sẽ có có thể học được kiến thức là tốt rồi hai người lại trò chuyện một lúc đàm hy thấy cô ta muốn nói lại thôi nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề có phải cô có việc muốn tìm tôi không tôi lúc nãy nhìn thấy cô thao tác cảm cảm thấy rất thần kỳ đàm hy mỉm cười bước đi như nhau cô cũng biết mà cô từng thấy lâm diệu diệu đích thân thao tác trong cuộc thi giao dịch viên chứng khoán a cô ta nhận được giải bạc thua lâm tâm với một điểm số rất xích sao không giống Tư duy và thao tác của cô rất đặc biệt, rất giống với nữ thần của tôi. Đàm Hy im lặng bình tĩnh. À, nữ thần của tôi là Yan, tên tiếng chung là Viêm Hề. Cô có biết không, trước đây cô ấy rất có tiếng tăm trong giới tài chính ở Hoa Ha. chương 731, tranh giải Luciano. Tôi là Tần Thiên Kỳ, lâm diệu diệu thuộc như lòng bàn tay, đôi mắt đẹp rực rỡ và lấp lánh như bầu trời sao. Đàm Hy lặng lặng lắng nghe, không ngờ cô lại có thể nghe về đời trước của mình từ miệng một người khác đối phương còn khen ngợi cô luôn mồm bằng giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Cho dù hiện tại ra mặt đàm hy có dày thế nào thì cũng suýt không chống đỡ nổi. Lời hay, có ai mà không thích nghe chứ? Đàm tổng, cô có biết Yan không? Có nghe nói, thấy chưa, rất nổi tiếng mà. Lúc trước khi tôi còn đi học ở Stanford, giáo sư từng cho chúng tôi xem bằng ghi hình khi Yan thao tác. Tư duy và cách thức của hai người quả thực không khác nhau là mấy. Cho nên cô có quen biết với Yan không? Lâm Diệu Diệu nhìn cô đầy khẩn trương, câu cuối cùng mang theo hương vị dò hỏi. Xin lỗi, không quen biết, ánh sáng trong mắt thiếu nữ trở nên ảm đạp, nhẹ ừ một tiếng, khó. Nén được vẻ thất vọng, sao, cố tìm cô ấy có việc gì à? Không, tôi chỉ muốn nhìn xem nữ thần là người thế nào thôi. Chẳng phải cũng có một cái mũi, hai con mắt như người bình thường sao, đâu phải ba đầu sáu tay gì. Ăn ủi phen rượu xong, đàm hy mới rời khỏi công ty. Trung cư bên này rất ít khi nấu nướng, dụng cụ nấu nướng và gia vị cũng chẳng có đầy đủ nên đàm hy mua đồ ăn từ bên ngoài về giải quyết bản thân cô cũng lười vào bếp nữa ăn xong cô bắt đầu sửa sang lại đồ đạc ngày kia là bắt đầu vào năm học mới rồi đàm hy đang làm dở thì nhận được điện thoại của phạm trung dương học trò nhỏ tôi có một tin tốt và một tin xấu em muốn nghe tin gì trước đàm hy kẹp điện thoại giữa má và tai tay vẫn sửa sang lại tủ quần áo tin xấu tháng sau tôi và giáo sư khương mới có thể về nước thể tin tốt thì sao? Bước chiều dương của em lọt được vào vòng chung kết Luciano Award. Cả thế giới có 300 người dự thi, cuối cùng chỉ giữ lại 8, em là một trong số đó. Đàm Hy chớp mắt, em à, lọt vào chung kết ấy ạ. À. Đúng thế, bên ban tổ chức mới công bố tin tức từ một tiếng trước. Thầy đã gọi điện chứng thực với ban giám khảo, đúng là em thật. Phạm Trung Dương không thể nén được sự vui sướng. Đó chính là Alexander Luciano Award đấy, là vầng hào quang mà bao nhiêu họa sĩ mơ ước có thể so sánh với giải Nobel của giới họa sĩ. Không ngờ đổ đệ nhà ông lại có thể làm được. Ha ha, làm được rồi, nhóc con, sao em không nói gì hả? Vui sướng đến choáng váng luôn rồi à? Cuối tháng 6, cô hoàn thành bức chiều dương, đầu tiên là chụp lại ảnh để gửi cho Phạm Trung Dương và Khương Nghi. Một tuần sau, hai người bàn bạc và quyết định đưa tác phẩm này đi dự thi, vì thế Đàm Hy đã vận dụng quan hệ của Lục Trinh để móc nối với bên vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài để gửi bức tranh đi lúc trước cũng chỉ là ôm tâm lý thử một lần, ai ngờ lại lọt vào vòng trong chứ. Đùa cái gì thế không biết, Alexander Luciano Award, Alexander Rudd Award and Exhibition, đây là giải thưởng được người nhà, bạn bè và cộng đồng người hâm mộ của danh họa người áo Alexander Luciano lập ra sau khi ông qua đời. Mỗi đợt đều lựa chọn các tác phẩm vào vòng chung kết nhưng chỉ có một người duy nhất đoạt giải, sẽ nhận được 5.000 đô la tiền thưởng và cơ hội trưng bày tác phẩm cá nhân ở trung tâm triển lãm Elham. Đây được coi là giải thưởng hội họa có chất lượng nhất trên thế giới. Cho đến bây giờ, Hoa Hạ từng có bốn người được lọt vào trận chung. Kết, Đàm Hy chính là người thứ năm, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai giành được giải thưởng này. Năm 2007, họa sĩ Quách Lượng một Hoa Kiều ở Boston nhận được giải thưởng này dựa vào bức họa lấy nét vẽ sạch sẽ theo chủ nghĩa chủ quan mới. Tuy rằng là Hoa Kiều nhưng vì nguyên nhân quốc tịch nên rốt cuộc vẫn không thể đem vinh dự này về cho Hoa Hạ được. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, đàm hy vào mạng xem tin quả thực có tìm được tên mình trên đó thuận tiện cũng ngắm các bức họa dự thi của các thí sinh đến từ các quốc gia khác đến tận khi đàm hy nằm lên giường rồi mà tim vẫn đập thình thịch nếu nói không vui vậy chắc chắn là nói dối giải thưởng alexander luciano đó bao nhiêu người mơ ước tha thiết còn không được hiện giờ nó lại gần cổ trong gang tắc cầm điện thoại lên định gọi cho lục trinh để báo cho anh tin tức tốt lành này đột nhiên có một dãy số xa lạ gọi tới Alo, tôi là đàm hy Đầu bên kia không lên tiếng, nếu không nói gì thì tôi cúp máy đấy. Khoan đã, giọng nói thật quen tại, đàm hy không nhịn được nhíu mày. Là tôi, Tần Thiên Lâm. Rồi, đối phương tự báo tên tuổi, cũng đỡ cho cô phải suy nghĩ, lập tức cúp máy, kéo vào sổ đen. Rất nhanh, lại có số khác gọi tới. Con mẹ anh bị thần kinh, hết số này tới số kia. Đàm tổng, tôi là Tân Thiên Kỳ. Câu chửi đột nhiên im bặt. Sáng hôm sau, trong một quán trà ở gần quảng trường trung tâm thành phố xin chào quý khách cô đi mấy người ạ à? đàm hy thu lại ánh mắt quan sát dừng lại trên người có nhân viên phục vụ tôi tìm người phòng riêng trên tầng 2. xin mời đi theo tôi đàm hy đặt tay lên nắm cửa cửa gỗ lập tức mở ra tần thiên kỳ đã ngồi ở bên trong đang tự tay pha trà nghe thấy động tĩnh nhưng vẫn không ngẩng đầu người phục vụ đóng cửa lại rồi rời đi đàm hy đứng nguyên tại chỗ ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh em dâu mời ngồi tần tổng gọi sai rồi ó xem anh này, cứ quen mồm gọi như thế, xin lỗi. Đàm Hy ngồi đối diện với anh ta, giữa hai người là một cái bàn bằng gỗ khắc hoa, trên bàn có một bộ đồ pha trà rất quý giá. Tìm tôi có chuyện gì không? Tần Thiên Kỳ bình tĩnh rót trà, đẩy chén trà tới trước mặt cô rồi làm động tác mới, nếm thử xem. Đàm Hy không nhúc nhích, tôi bận lắm, cho nên anh chỉ có 15 phút thôi. Vậy vẫn đủ để uống một chén trà, nhưng tôi không muốn uống. Biểu hiện của Đàm Hy đã có thể được coi là không biết điều đúng vậy cô cố ý làm thế xem ra khả năng nhẫn nhịn của tần thiên kỳ vẫn tốt hơn so với sự tưởng tượng của cổ trên mặt người đàn ông không hề có một chút cảm xúc tức giận nào chỉ nói nếu đàm tổng không thích vậy bỏ đi đàm hy nhướng mày tần tổng hẹn gặp tôi chắc không phải chỉ để uống trà thổi đúng không em thật sự không còn chút cảm tình nào với thiên lâm sao tần thiên kỳ đột nhiên hỏi một câu tôi tưởng đây là sự thật mà tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng rồi chứ tần ra làm gì có lỗi với em sao vậy là hôm nay tần tổng tới để hỏi tội đấy à đàm hy cười nhạo quỷ mới tin sớm không hỏi muộn không hỏi đến lúc này mới nhắc tới rốt cuộc là tần ra muốn gì đây thiên lâm luôn hối hận vì lúc trước đã đối xử tệ với em giờ nó rất muốn bù đắp lại em thật sự không định cho nó một cơ hội sao nếu hôm nay tần tổng hẹn gặp chỉ vì mấy việc chẳng liên quan tới mình này thì xin lỗi tôi không thể tiếp tục được cáo từ Nói xong làm bộ đứng lên, khoan đã, đàm hy nhướng mày, ngồi lại chỗ cũ. Tần Thiên Kỳ trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt hơi tối xuống, em đã lấy được 10% cổ phần của sầm thị sao. Rốt cuộc cũng vào vấn đề chính, đàm hy gật đầu, đúng là có chuyện như thế, tần tổng có gì muốn chỉ giáo. Hẳn là em cũng biết, lúc trước tần thị có ý đồ thu mua sầm thị. Giọng người đàn ông cũng trầm xuống, thế thì sao, đàm hy, em đã quá giới hạn rồi. Ha, quá giới hạn, giới hạn gì ở đâu sao tôi không biết nhỉ tần thiên kỳ nâng chén trà lên nhấp một ngụm lúc buông chén xuống đế chén trà chạm xuống mặt bàn tạo ra một tiếng vang trầm em cướp miếng thịt bên miệng của tần ra anh vừa nói đấy là bên miệng chứ chưa ăn vào mồm tôi làm như thế có vấn đề gì à đừng tưởng rằng dựa được vào lục trinh thì có thể kê cao gối mà ngủ lời này của tần thiên kỳ nửa cảnh cáo nửa đe dọa đáng tiếc đàm hy cũng chẳng sợ cái bộ dạng đó Tôi lại nghĩ cá lớn nuốt cá bé, người nào thích ứng được mới có thể sống sót. Ngô ý, các người không có bản lĩnh vậy đừng có đổ vạ cho người khác. Em tưởng rằng có thể làm xâm đoá nhi chuyển nhượng cổ phần thì tương lai có thể ngồi chờ chia hoa hồng sao. Em dâu à, em thật quá ngây thơ. Đàm hy không đáp, tần thiên kỳ lại nói tiếp, trên đời này, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Sầm đoá nhi có thể hợp tác với em, phản bội hội đồng quản trị vậy tương lai khi cô ta ngồi ổn định ở vị trí tổng tài rồi thì cũng có thể bắt tay với hội đồng quản trị để đá em ra ngoài đừng quên sầm thị là công ty thuộc gia tộc không chấp nhận người ngoài đâu thế thì sao sợ bệnh không có nghĩa là sợ thuốc nghẹn một lần cũng không có nghĩa là hỏng dạ dày anh cũng nói đấy những cái này đều là chuyện tương lai ai biết sẽ phát triển thành thế nào chứ chẳng phải cứ nhìn lợi ích trước mắt là được rồi sao em dâu thật rộng lượng ánh mắt đàm hy lạnh nhạt nhắc lại thêm một lần chú ý xưng hô của anh bàn tay tần thiên kỳ bưng chén trà rừng giữa không trung trong đáy mắt xẹt qua vẻ u tối anh ta cảm khái nói ếch ngồi đáy giếng khó được lâu dài đàm tổng nhất định sẽ phải hối hận cảm ơn đã nhắc nhở tôi biết rõ nên làm thế nào không cần tần tổng phải dạy bảo đàm hy em nhất định phải trở mặt với mọi người mới cam tâm sao anh ta thu lại ý cười dối trá sự hiền hòa hiện ra trong mắt theo thói quen cũng chẳng còn nữa rốt cuộc cáo giả cũng đã lộ ra cái đuôi của mình. chương 732, không yên, ngày về trường, đàm hy cười nhạo, dáng vẻ chẳng thèm để ý. Sắc mặt tần thiên kỳ càng thêm khó coi nhưng lại không thể không kiềm chế. Thực ra, trước giờ trong ấn tượng của cô, ông anh chồng này quả thực chính là cây măng tốt nhất trong cả rừng trúc xấu xa của tần gia, tính cách nho nhã, tình cảm vợ chồng với sầm vân nhi cũng rất tốt. Có điều bây giờ xem ra, chỉ có thể cảm thán lòng người cách một lớp ra mà thôi. Tần Tổng, Tôi đây không sợ nhất chính là trở mặt với người khác, biết làm sao đây. Anh có muốn thử một chút không? Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi đây. Phải làm gì em mới bằng lòng giao cổ phần của sầm thị ra? Hai chồng mắt đàm hy hi híp lại, quanh quẩn một vòng lớn như thế, thì ra mục đích chân chính là ở đây. Sao xa ư, mặt mũi tần tổng lớn quá đấy. Người đàn ông khựng lại, vội vàng sửa lời, ý của anh là, mua bán tương đương giá thị trường. Đàm hy nhếch môi, Tần Tổng đã nghe bài mua bản tình yêu bao giờ chưa? Đối phương hơi ngẩn người, ca từ viết rất hay, anh có thể nghe thử xem. Tần Thiên Kỳ nhíu mày, đàm hy không phản ứng như trong tính toán khiến anh ta thấy vô cùng đau đầu. Rõ ràng đang nói chính sự, tự nhiên cô ấy lại đi nhắc tới bài hát là sao? Còn là một bài hát nghe đã biết chẳng đứng đắn gì rồi, quan trọng nhất là anh ta chưa nghe bao giờ nếu em không định nhúng tay vào hoạt động của công ty chỉ muốn ngồi chờ chia hoa hồng thì giữ lại nhiều cổ phần như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tần Thiên Kỳ bắt đầu giảng giải khuyên nhủ, chỉnh theo như lời em vừa nói ấy. Tương lai cầm thị sẽ phát triển thế nào cũng không ai biết trước được. Mà cổ đông là người giữ trách nhiệm lớn nhất, nguy hiểm không thấp. Em cần phải suy nghĩ cho kỹ. Đầu tiên, cầm cổ phiếu là có thể chia tiền, có tiền là có ý nghĩa rồi. Thứ hai, tôi cực kỳ lạc quan về tương lai của sầm thị còn về nguy hiểm mà anh vừa nói ấy mà tuy rằng không thấp nhưng nó lại có quan hệ trực tiếp với tiền lời giá trị ngàn vạn đàm hy nói ra từng lý do một khiến cho tần thiên kỳ phải á khẩu không biết trả lời thế nào coi như nể tình em và thiên lâm từng có tình cảm với nhau không thể bán cho tần ra một cái mặt mũi hay sao đây là muốn dùng tình cảm để lay động không thể em đàm hy cười lạnh đáp lại tôi rất tò mò rốt cuộc sầm thì có ma lực gì mà hấp dẫn tần ra đến thế không chỉ như thế ngay cả cố ra cũng muốn chen chân vào ánh mắt người đàn ông hơi lóe lên miếng thịt đến bên miệng rồi không có lý do gì để từ bỏ cả mặc dù đã bị người ta cướp mất nhưng cũng phải cướp lại mới cam tâm anh tưởng tôi sẽ tin à tần thiên kỳ nhún vai vậy anh cũng chịu thôi đàm hy đứng lên từ trên cao nhìn xuống anh ta tôi sẽ không bán cổ phần đầu hãy từ bỏ hy vọng nhân lúc còn sớm đi nói xong cô lập tức rời đi tần thiên kỳ vẫn ngồi yên tại chỗ không động đậy nhấc chén trà lớn nhấp một ngụm, người đi rồi, ra đi. Vừa nói xong, cửa phòng bên cạnh đột nhiên bị kéo ra từ bên trong. Tần thiên lầm vác khuôn mặt âm trầm bước ra, nhìn về phía cánh cửa đã khép chặt, ánh mắt u tối. Ngồi đi, tần thiên kỳ lấy một chén trà sạch khác, rót đấy, đẩy tới trước mặt hắn. Không muốn uống, tần thiên kỳ cũng không miễn cưỡng, vừa rồi đã nghe thấy hết rồi chứ. Đồng tử gã đàn ông rụt lại, em giàu dường như càng ngày càng xinh đẹp, anh, sao hả giờ nói một câu thôi mà cũng không được à vẻ mặt tần thiên lâm trở nên chật vật cắn rằng đừng nhắc tới cô ấy trốn tránh không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì anh ta có dấu hiệu tức giận tần thiên lâm mím môi không hề mở miệng đáp lại tần thiên kỳ than khẽ một tiếng sắc mặt hơi hòa hoãn lại bên chỗ sầm thị em tính toán xử lý thế nào trước mắt chắc chắn đàm hy sẽ không bán lại cổ phần cũng không thể sử dụng thủ đoạn khác thường để ép cổ vào khuôn khổ cục diện quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Thu mua thất bại, vậy tốt nhất nên nhân lúc còn sớm mà từ bỏ đi. Đây là tính toán của em sao? Tần Thiên Lâm gật đầu, đánh giặc quan trọng là một tiếng chống làm tăng sĩ khí, thu mua cũng vậy thôi. Nếu bước đầu tiên đã đi nhầm, tốt nhất nên quay đầu đúng lúc, tìm lối tắt. Tuy rằng lý thuyết là thế, nhưng trung quy, vẫn không cam lòng, Tần Thiên Lâm lại nhìn thoáng hơn, tái ông mất ngựa hỏa phúc khôn lường không phải sao. Cố ra đã muốn xen vào, chúng ta lại cắm thêm một chân nữa cũng chưa chắc có thể tìm được chỗ tốt tần thiên kỳ như suy tư gì đó tưởng của đàm hy và tần thiên lâm quả thực giống nhau như đúc thực ra nếu tần ra lấy ra được đủ thành ý thì cũng chưa chắc cô đã không nhượng bộ dù sao thì có thêm cố ra thế cục sẽ phức tạp hơn nhiều cũng vượt ra khỏi dự tính của cô trước đó nhưng rốt cuộc vì sao cô có chết cũng không chịu nhả ra đáp án của đàm hy rất đơn giản anh càng muốn tôi càng không cho ai bảo anh khiến tôi ghét như thế chứ nếu Tần Thiên Kỳ mà biết chắc chắn sẽ tức đến hộp máu. Đảo mắt đã tới ngày 10 tháng 9, là ngày báo danh. Lúc Đàm Hy về tới ký túc xác thì An An và Tiểu Công Chúa đã có mặt, sàn nhà và toilet đã được gọ rửa vô cùng sạch sẽ. Hai người đẹp vất vả quá rồi, Đàm Hy vội vàng tung ra một cái hôn gió, trái ôm phải ấp. Nhiễm dao, An An, đến tận chiều, hàn sóc mới tới. Lúc đó, Đàm Hy vừa ngủ dậy, vẫn còn đang mặc váy ngủ, ồ. Đại Minh Tinh về rồi này. Hàn sóc cười tủm tỉm có nhớ anh không? Nhớ, ngoan, an an rời mắt, không nỡ nhìn thẳng. Tiểu công chúa thì lè lưỡi ra với hai người, kinh chết đi được. Đàm hy nhìn chằm chằm vào hàn sóc. Hàn sóc dựng thẳng sống lưng, nhìn anh như thế làm gì? Có gì mũi à? Gần đây ngủ không ngon à? Hàn sóc nheo mắt, có lẽ vậy. mươi 733, bao nuôi một cô bồ. Người đeo khẩu trang có phải hàn sóc không? a à, anh sóc của tớ đúng là sinh viên đại học tê thật. Ôi ôi ôi! kích động chết mất, tớ có thể xông lên xin chữ ký không nhỉ, vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, muốn liếm màn hình quá. Nửa năm gần đây, Hàn Sóc trở nên nổi tiếng với tốc độ chóng mặt. Sau khi quay MV Ánh Trăng, cô lại ra album cá nhân, bài hát chính Hãy Yêu Nhau đi lập tức lọt vào các bảng xếp hạng âm nhạc lớn chỉ trong vòng 24 giờ. Lượt nghe trên Internet đột phá con số trăm triệu, có thể nói là nổi sau một đêm. Hơn nữa, nhờ có sự truyền thông mạnh mẽ từ công ty quản lý và sự cố gắng của bản thân nên giờ hàn sóc trở thành một ngôi sao ca nhạc mới đang từ từ bay lên tiền đồ không thể xác định được theo sự tăng trưởng của danh tiếng thì phiền não cũng nối gót mà tới ví dụ như lúc này anh sóc em rất hâm mộ anh ngày nào cũng phải nghe hãy yêu nhau đi của anh mới có thể đi vào giấc ngủ có thể có thể ký tên cho em được không em gái khỏa dưới nhìn cô với vẻ mặt thấp thỏm hai mắt bắn ra đầy trái tim hồng Rõ ràng một phút trước cô nàng còn ngồi ở ngay bàn bên cạnh vừa xem điện thoại vừa ăn cơm, yên tĩnh như một cô gái đáng mến, lúc này đã lập tức trở thành fan hâm mộ não tàn rồi. Hàn sóc mỉm cười, lặng lẽ nuốt miếng thịt sườn chua ngọt vào bụng rồi mới đáp, được thôi, kỳ vào đầu nhỉ. Em, không mang theo giấy với bút, fan não tàn cuống cuồng tới mức hốc mắt cũng đỏ lên. Nhiễm dao đang chuẩn bị nói rằng mình có thì em gái khỏa dưới đã lại a lên một tiếng, sau đó lấy từ trong ví ra một cây son đưa cho hàn sóc rồi xoay người, chia ra cái lưng của mình, anh sóc, anh cứ dùng son môi ký lên lưng em đi. Khóe miệng hàn sóc khẽ giật, nên dùng giấy thì hơn. Nhưng mà em muốn có áo phông bản ký tên cơ, cảm ơn anh sóc. Cuối cùng, hàn sóc đành phải căng ra đầu ký tên, lực tay của cô nàng vốn lớn, son môi lại mềm oạt khiến cho cô nàng không khỏi nổi đầy da gà khi đưa tay. Trên đường từ nhà ăn trở về ký túc xá, hàn sóc vẫn cúi gằm mặt, sợ lại bị nhận ra nữa. Đàm Hy đang định trêu ghẹo cô nàng hai câu thì ánh mắt chợt dừng lại, Chu Dịch. Hàn Sóc đột nhiên siết chặt nắm tay, tiếc là không có ai phát hiện ra. Ồ, chào buổi tối nhé, chị Đàm. Hắn cợt nhả cười, sao anh lại ở đây hả? Cảnh ở đại học T không tồi, tôi tới đi dạo. Nói dối không cần kịch bản. Đàm Hy bĩu môi, có ngu mới tin hắn. Thoáng nhìn qua bóng hình quen thuộc bên cạnh, ánh mắt Chu Dịch hơi trầm xuống, rồi chợt cười lên, đùa một chút thôi mà. Đột nhiên hắn trở nên nghiêm túc, tôi ấy mà, thực ra là tới tìm người đàm hy ậm ừ một tiếng cũng không định tiếp tục hỏi cô và chu dịch trời sinh đã không hợp nhau cãi nhau không biết bao nhiêu lần trở mặt cũng không biết bao nhiêu lần giờ có thể bình thản hàn huyên đôi ba câu đã là không dễ dàng rồi cũng chẳng đến mức phải tiết lộ đời tư cho nhau nghe nhưng hắn chẳng quan tâm tới thái độ của đối phương hơi cong môi lên nói gần đây đang nuôi một cô bồ ở bên này lâu không hỏi đến nên móng vuốt cũng sắc bén ra vừa lúc rảnh rỗi nên tôi chạy tới đây bắt người hắn nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng nhiễm dao không nhịn được kêu lên mà ánh mắt an an cũng thay đổi đàm hy còn đỡ có lẽ vì chu dịch bây giờ rất giống có trước đây nên cô đã sớm quen rồi chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả thời bây giờ có tên công tử ăn chơi nào mà không thích chơi trò chăn thả chứ hắn thì tốt rồi còn hạ miệng với cả nữ sinh viên đi đi đàm hy vẫy tay chào thảo nào mắt lại thâm xì như thế he he gần đây có quá nhiều chương trình phải chạy ý mà nói chuyện tử tế thì chẳng phải là do mới đi quay MV ở bên Đài Loan về, không cẩn thận nền nhiễm khẩu âm bên đó sao? Kỳ quái lắm à, đàm hy gật đầu, an an gật đầu, tiểu công chúa đáp, có một chút, mặt hàn sóc nhăn như quả mướp đắng. Giải quyết cơm tối ở căng tin xong, bốn người đẹp sóng vai trở về. Suýt chút nữa là mù mắt người qua đường, trong đó còn có rất nhiều tân sinh viên, bọn họ đã báo danh được một tuần rồi. Mau nhìn đi, hoa hậu giảng đường và hoa khôi khoa đẩy, mù mắt chó luôn chưa? Nghe nói trường học có hồ nhân tạo, tôi đi qua đó dạo một vòng. Chu dịch các từ, nhanh nhẹn tránh đi. Đàm hy nhíu mày, lẩm bẩm một câu, làm quái gì thế chứ? Không thể hiểu nổi, bốn người đi vào trong ký túc xá. Hàn sóc đột nhiên dừng bước, ôi thôi chết. Các cậu về trước đi, đột nhiên tớ nhớ ra hôm nay phải tới công ty luyện nhạc. Bây giờ á, ừ, cô lấy điện thoại ra xem giờ, phắc, còn có 40 phút thôi, muộn mất rồi, đi trước đây, bye. Nói xong lập tức chạy biến. Nhiễm dao, thì ra da làm minh tinh lại vất vả như thế. An An mím môi không nói. Đàm Hy nhìn theo phương hướng Hàn Sóc rời đi, trong đáy mắt hiện lên vẻ trầm tư. Chạy một mạch tới bên hồ, Hàn Sóc nhìn xung quanh một chút, sau đó đi về phía một gốc cây hòe già. Chu dịch đang đứng dựa vào thân cây hút thuốc. Hàn Sóc giật điếu thuốc ra khỏi miệng hắn, ném xuống đất, lại dùng chân nghiền mạnh hai cái, tàn lửa hoàn toàn tắt ngúm. Nụ cười trên mặt người đàn ông lập tức biến mất, con mẹ cô lại phát điện cái gì thế hả? hàn sóc đeo khẩu trang ánh mắt lạnh lùng lời nói tương tự tôi cũng muốn hỏi anh đấy chu dịch đứng thẳng lên nhìn chằm chằm vào cô ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn ý cố là sao ý trên mặt chữ hỏi anh phát điện cái gì hả người đàn ông duỗi tay định kéo khẩu trang trên mặt cô xuống hàn sóc lập tức nghiêng đầu tránh đi ha mới có mấy ngày không gặp mà đã như người lạ rồi cơ à hàn sóc cười lạnh tuy không nhìn thấy miệng nhưng hai vành mắt cong lên đã chứng minh cảm xúc của cô lúc này Chu dịch đưa tay túm lấy cầm cô, một tay khác cưỡng chế giật cái khẩu trang xuống, trong mắt toát ra vẻ đắc ý. Tránh đi, sao không tránh đi hả? Đồ thần kinh, lại chửi một câu nữa xem, lực trên tay người đàn ông tăng lên, chương 734, đừng quên, cô đã là người của tôi. Đồ, thần, kinh, mồm miệng rõ ràng, lưu loát dứt khoát, cô đối đãi với kim chủ của mình như thế đấy à? Chu dịch cười lạnh, làm tình nhân thì phải có ý thức của tình nhân. Sắc mặt hàn sóc trắng bệch, Chu dịch nắn đầu ngón tay, trong lòng nảy sinh sự bực bội, vẻ mặt cũng căng thẳng theo tại sao không nói trước với tôi chuyện phải về trường. Tại sao phải nói cho anh, tôi có thể tự mình làm chủ, xem ra cô còn chưa nắm rõ trách nhiệm cơ bản nhất của tình nhân rồi. Hàn sóc đột nhiên siết chặt nắm tay, hai mắt như muốn phun ra lửa. Ha, đại minh tinh thức giận rồi đấy à, Chu dịch, anh đừng có quá đáng, thế này mà đã quá đáng ư, con mẹ cô không nói tiếng nào đã chạy tới Đài Bắc, làm hại ống đầy tìm suốt một ngày một đêm rốt cuộc ai quá đáng hơn ai hả hàn sóc mím môi không nhìn người nào đó đang nổi trận lôi đình tôi là đi làm việc làm việc mà lại anh anh em em với thằng họ trịnh kia à con mẹ nó cô lừa ai chứ tin hay không thì tùy cô còn nữa đừng có há miệng ngậm miệng là nói tới hai chữ tình nhân anh không biết xấu hổ nhưng tôi biết đấy chu dịch tức đến đau cả gan lực trên tay càng không biết nặng nhẹ hàn sóc nhíu chặt mày rõ ràng vô cùng đau đớn nhưng vẫn cắn răng chống đỡ người này còn bướng bỉnh hơn tàn nhẫn hơn người kia cuối cùng chu dịch đành phải thua tay lại trước khất cô ra đêm nay quay về ở thịnh thế thịnh thể thiên khuyết đây là tên của khu mà hàn sóc ở bên ngoài trường không về hàn sóc đừng để cho mặt mũi mà còn không cần cô nhìn hắn không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào ngày mai tôi phải đi học chu dịch cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang dâng lên hít sâu một hơi, sáng mai tôi lái xe chở cô về. Không cần, cô lạnh lùng ngắt lời hắn, hôm nay tôi muốn ở ký túc. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Hàn sóc cười nhạo, anh có tư cách gì mà không đồng ý chứ? Đừng quên, cổ đã là người của tôi. Cậu chủ chu à, anh làm ơn rõ ràng chút đi, giờ là thời nào rồi hả? Tình một đêm ở đầu chẳng có, bạn Dương tìm đầu trả được. Cho dù tôi có từng ngủ với anh đi chăng nữa, vậy cũng chẳng nói lên cái gì hết. Thế ư, Chu dịch nhếch môi cười một cách quỷ quyệt, xem ra cố không quan tâm tới những ảnh chụp vào video kia rồi nhỉ. Sắc mặt hàn sóc biến đổi, một suy đoán xấu lập tức hình thành trong đầu cổ, anh có ý gì hả? Chu dịch cười không đáp, hàn sóc túm lấy cổ tay hắn, móng tay gần như đâm sâu vào da thịt, chẳng phải đã tiêu hủy rồi sao? Tại sao vẫn còn, là anh, đồ khốn, ánh mắt chu dịch hơi lóe, chợt đổi sang vẻ đắc ý, cô tưởng rằng vài thứ kia mất rồi là có thể phân rõ giới hạn với tôi sao? Ngây thơ, Hàn Sóc tức giận tới mức cả người run lên, ngoan ngoãn nghe lời, chờ một ngày nào đó ông đây chơi chán rồi, nói không chừng sẽ thả cho cổ được tự do. Nhưng trước đó, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn cho tôi, đừng nghĩ tới những chuyện không tưởng nữa. Chu dịch, tại sao anh nhất định không buông tha cho tôi? Hắn túm lấy tay cô, bẻ dần các ngón tay ra, cuối cùng phản ngược nắm chặt lấy, nói, mèo hoang nhỏ, rõ ràng là cô chiêu chọc tôi trước. Đàm Hy nhận được điện thoại lúc đang chơi LOL. Cái gì? vừa dừng động tác một cái đã cho đối phương cơ hội phản kích, vinh quang ngã xuống. Đàm Hy buông con chuột ra, đứng dậy đi, ra ban công, đêm nay cậu không về ký túc xá á. Chấm chấm chấm, u, có chuyện gì xảy ra? Không có gì, muốn luyện thêm một chút, album sau đã đang chuẩn bị ra rồi. Nhất định phải là đêm nay à? Phòng thu âm rất bận, anh cũng bất đắc dĩ lắm mà. Rồi rồi, chú ý nghỉ ngơi, đừng có thức khuya quá đấy. Biết rồi, tình yêu nhỏ bé của anh đàm hy không nhịn được bật cười thành tiếng không thèm nói chuyện với cậu nữa tớ hẹn đồng đội khác chơi đi 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 ngày mai có tiết của ông giáo phạm đấy đừng có tới muộn kết thúc trò chuyện ý cười trên môi hàn sóc còn chưa kịp thu lại liền nhìn thấy ánh mắt như suy tư gì đó của người đàn ông khóe môi đang nhếch lên lập tức hạ xuống chu dịch hư lạnh đồ phụ nữ xấu xa chỉ biết làm bộ làm tịch hắn thật sự không rõ rốt cuộc cô ấy ngứa mắt mình ở điểm nào mà cứ phải để hắn chơi mấy thủ đoạn xấu xa thì cô ấy mới chịu đi vào khuôn khổ nữa hàn sóc quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ để lại cho người đàn ông một sườn mặt lạnh nhạt chu dịch banh mặt giảm mạnh chân ga chỉ nghe tiếng động cơ rít gào xe lập tức vọt đi được một quãng xa hàn sóc nắm chặt tay vịn theo bản năng mặt trắng bệch như tờ giấy lúc này tâm tình chu dịch mới khá hơn một chút thịnh thế thiên khuyết đây là tên của khu mà hàn sóc ở bên ngoài trường biệt thự nhà vườn khu 100. Hàn sóc vừa vào cửa đã bị người đàn ông đè lên tường, gáy đập mạnh về sau khiến cô đau tới mức phải hít một ngụm khí lạnh. Chu dịch cuống quyết trong lòng, để tôi xem. Hàn sóc gạt cái tay muốn rũi tới của hắn ra, lạnh lùng trừng mắt. Làm thì làm nhanh lên, rong dài cái gì hả? Chu dịch tức đến bật cười, cô thèm đến thế cơ hả? Chờ một khắc cũng không nổi hả? Có cầu sớm chết sớm siêu sinh, làm với anh còn khó chịu hơn cái chết. Tốt, tốt lắm, cô đừng có hối hận đấy. Nói xong, thô bạo kéo áo trên của thiếu nữ lên. Xong việc, chu dịch định bế cô đi tắm. Hàn sóc rụt vào một góc, lặng lẽ từ chối. Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, rốt cuộc cũng chẳng nói gì mà xoay người tiến vào phòng tắm. Rất nhanh, tiếng nước xối ào ào truyền ra. Hàn sóc ôm chặn cuộn tròn lại ở một góc trên chiếc giường kinh sai. Toàn thân dã rời như bị đánh tan rồi hợp lại. Ngực, eo, chân, không có chỗ nào không đau. Rõ ràng hắn cố ý hành hạ cô ba lần, bốn lần, có lẽ nhiều hơn, bỏ đi, coi như bị chó cắn vậy. Hàn sóc nhắm hai mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ. mươi 735, Luciano Award, ai cơ, chu dịch tắm xong đi ra, trên eo chỉ quấn một cái khăn tắm, nước tí tách nhỏ từ trên tóc xuống. Đi đến bên mép giường, hắn nhờ ánh đèn mờ mờ trong phòng nhìn chăm chú vào thiếu nữ đang ngủ say trong góc, sau một lúc lâu liền bật cười một tiếng. Cũng chỉ là một món đồ chơi. Ngày hôm sau, Hàn Sóc dậy rất sớm, sau khi sửa sang lại bản thân qua loa liền rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt khi cửa vừa khép lại, Chu Dịch liền mở mắt ra, chờ mình, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hàn Sóc, ở đây, nhiễm giao vẫy tay với cô nàng, chỉ vào vị trí còn trống bên cạnh. Cảm ơn nhá, Hàn Sóc đi tới, ngồi xuống, đẩy một cái túi giấy ra trước mặt ba người, bánh quẩy sữa đậu, cộng thêm hai cái bánh bao nhỏ, đừng quá yêu quý tớ nhé. Hai mắt tiểu công chúa tỏa sáng, Đàm Hy và An An lập tức mở ra ăn. Lại thức đêm à, đàm hy đưa cái bánh bao nhỏ tới bên miệng cô nàng. Hàn sóc thổi phù phù hai cái rồi mới há miệng ngậm lấy, u ở âu. Đâu có đâu, thế giải thích sao về quầng thâm trên mắt kia. Mò cá à, mò cá cái gì mà mò cá, mò gà đấy. Đàm hy trợn trừng mắt, đúng đắn tí đi, ok. Tớ đúng đắn mà, chẳng phải là mò gà sao. Một con gà trống lớn nữa là đằng khác. Ăn sáng xong thì chuông vào học cũng reo vang. Người đi lên bục giảng không phải Phạm Trung Dương. Phó viện trường A, sao lại là thầy ấy thế? Tới khai giảng buổi học đầu tiên à? Coi chúng ta là học sinh tiểu học chắc, chẳng phải giờ của ai người ấy dạy sao? Còn kinh động cả phó viện trưởng nữa. Lòng tò mò thì ai cũng có, mọi người bắt đầu tụm lại thì thào bàn tán. Phó viện trưởng đúng nghiệm tại chỗ, ho khẽ hai tiếng, đáng tiếc chẳng có tác dụng gì. Tất cả mọi người lặng yên nghe thầy nói đây, tiếng bàn tán nhỏ hơn rất nhiều. Thầy biết, chắc mọi người đều đang thắc mắc tại sao giờ học của giáo sư phạm mà thầy lại xuất hiện trên bục giảng rất đơn giản giáo sư phạm hiện tại đang ở nước mỹ trong khoảng thời gian tới đây chắc chưa thể quay về ngay cho nên mấy tuần tới đây thầy sẽ là người lên lớp với các trò lời này vừa dứt những lời bàn tán lại nổi lên ông giáo phạm không quay về ư nói là đi nước mỹ quan hệ ngoại giao và giao lưu trong kỳ nghỉ hè mà chẳng phải đã kết thúc từ lâu rồi sao chắc có chuyện gì nên trì hoãn không phải chứ luận về trình độ chuyên nghiệp ở khoa nghệ thuật của chúng ta, nếu thấy phạm mà nhận thứ hai vậy không ai dám nhận thứ nhất, sao có thể tìm người dạy thay, còn mình ở nước ngoài chơi bời được. Trừ phi, trừ phi sao, có chuyện cần phải làm, quả nhiên, chỉ thấy phó viện trưởng trên bục giảng cười tươi như hoa, về nguyên nhân giáo sư phạm về muộn, thấy cũng không lừa mọi người làm gì, khụ khụ. Hàng giọng trịnh trọng làm mọi người cùng tập trung về chỗ mình, bởi vì trong khoa chúng ta có một bạn học có tác phẩm lọt được vào trận chung kết giải Lucicano Awards. Nhà trường quyết định để giáo sư Phạm và giáo sư Khương cùng ở lại nước Mỹ, tiện cho việc giao lưu và quan hệ. Luciano ở út khác với các cuộc thi hội họa trong nước, không phải là cứ nộp tác phẩm dự thi lên là có thể gặp may, còn cần phải có người quen quan hệ với ban tổ chức và ban giám khảo mới được. Cụm từ đẹp đẽ giao lưu và quan hệ nói trắng ra chính là câu kéo phiếu bình bầu. Đây là nguyên nhân mà Phạm Trung Dương và Khương My quyết định ở lại đây. Người trước rất có ảnh hưởng cũng như danh tiếng trong làng hoa quốc tế người sau lại thường xuyên ra nước ngoài giao lưu, tham khảo các học thuật trong giới, bởi vậy cũng có được không ít người quen, vừa lúc có tác dụng. Lời này vừa nói ra, phòng học rộng lớn lập tức lặng ngắt như tờ. Sau một hồi yên lặng, tiếng bàn tán càng lớn hơn nữa. Tại tớ không bị bệnh gì đấy chứ. Lucicano Award ư, ừ, có phải Lucicano Award mà tớ vẫn biết không? Phác, ai mà trâu bò vậy chứ? Có chắc là ở khoa chúng ta không? Mồm năm miệng 10, phó viện trưởng đã ho n lần, Suýt nữa khu ra cả phổi mà tiếng bàn tán kinh ngạc vẫn không ngừng nghỉ. Phó viện trưởng rốt cuộc là ai thế ạ? À? Thầy tiết lộ một chút đi mà. Thì văn bân của lớp tranh sơn dầu rất lợi hại, liệu có phải cậu ta không? Cũng có khả năng là vương kiện của lớp điêu khắc, còn có, mọi người suy đoán không ít người nhưng lại không có ai đoán là người trong lớp học của mình dù sao thì khoa nghệ thuật thiết kế muốn đào tạo ra được một người có thể tranh giải luciano thì chẳng khác nào đoàn văn công bồi dưỡng ra được một nữ bộ đội đặc công căn bản là không có khả năng đó đúng không phó viện trưởng rốt cuộc bọn em đoán có đúng không ạ à? thầy trả lời một câu chắc chắn đi nào sai hết ha phó viện trưởng cũng không thừa nước đục thả cầu nữa lập tức gọi thẳng tên đàm hy còn chờ cái gì vỗ tay nào không ai động đậy sao hả không tin à vẻ mặt của mọi người dường như làm phó Viện trưởng cực kỳ thỏa mãn, ông giáo già cười vô cùng vui vẻ. Ôi mẹ ơi, suýt chút nữa trượt mống xuống đất rồi. Nữ thần đàm lợi hại, thất thần làm gì, vỗ tay, vỗ tay, đàm hy căng ra đầu đứng lên, cười như một đứa ngốc. Có tiếng huyết sáo, có tiếng vỗ tay, còn có một đám người hô vang hai chữ nữ thần. Phó viện trưởng cười vô cùng hài lòng, đúng là một hạt giống tốt. Chuông tan học vừa vang lên, đàm hy lập tức chạy trốn. An An thấy thế cũng lặng lẽ bỏ chạy thân phận hiện tại của Hàn Sóc cũng không tiện ở lại, vì thế liền đeo khẩu trang rồi chạy bén. Cuối cùng, chỉ còn lại nhiễm dao bị một đống bạn học vây lấy. Cậu là bạn cùng phòng của Đàm Hy à? Cậu ấy học văn bằng hai tranh sơn dầu sao? Làm thế nào để luyện thành thiên tài vậy? Cậu ấy có bệnh gì kỳ lạ không? Cậu ấy, tiểu công chúa không đột phá được vòng vây, hốc mắt đỏ lên, một đám phản bội, hu hu. Cô vẫn nên gọi điện cho lão cán bộ cầu an ủi thôi chương 736, thông báo tập quy sự. Cục cưng của anh, bởi vì được đề cử Lucicano Aos nên một truyền 10, 10 truyền trăm, đàm hy coi như hoàn toàn nổi tiếng ở Đại học T. Không chỉ được học viện coi trọng mà ngay cả trường đại học cũng nhận được tin tức, nói muốn sắp xếp một bài phỏng vấn truyền thông. Đối với điều này, đàm hy đành phải xin kiểu không dám nhận. Lúc nhận được điện thoại của phó viện trưởng, cô lập tức từ chối không do dự gì. Bạn học đàm à, đây là cơ hội tốt đấy, trong giới của chúng ta đầu tiên là nhìn thực lực, sau đó là nhìn danh tiếng. Qua thôn này thì không còn cửa hàng nào nữa, đàm hy không dao động, tại sao vậy, ngạn ngữ nói rất đúng, người sợ nổi tiếng, heo sợ béo. Ô cái này, hơn nữa chỉ mới là đề cử thôi, có thể đạt giải hay không còn chưa biết. Em chỉ sợ tung hô càng cao ngã càng đau, cho nên cứ khiêm. Tốn vẫn tốt hơn, lời này, ngoại trừ nói cho chính mình nghe, đàm hy còn cố ý nói cho học viện nghe. Tin tức cô được đề cử giải thưởng Lucicano đã được lan truyền khắp nơi rồi, trở thành tiêu điểm sau một đêm còn chưa nói, ngay cả học viện và trường đại học cũng nhận được sự chú ý rất lớn. Nếu đoạt được giải thì tốt, nhưng nếu không thì sao? Hiện tại càng vinh váo tự đắc bao nhiêu, tương lai nếu bị vả mặt sẽ càng đau bấy nhiêu. Mà nếu chuyện đó xảy ra, không chỉ đàm hy bị nói móc châm chọc mà ngay cả đại học T cũng sẽ bị cười chế. Suốt cuộc, hy vọng càng lớn đồng nghĩa thất vọng càng cao. Phó viện trưởng cũng là cáo giả hiểu sự đời, sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời đàm hy chứ? Lập tức liền từ cảm xúc kiêu ngạo và mừng rỡ trở lại cảm xúc bình thường. Sau khi suy nghĩ kỹ càng những lời cố nói, không thể không thừa nhận, đạo lý này quả thực rất chính xác. Được, vậy em cứ yên tâm chờ kết quả đi, truyền thông và nhà trường cứ để cho thấy lo. Làm phiền phó viện trưởng ạ, à, cô nhóc nhà em không chỉ có năng lực trong chuyên môn mà tâm tư cũng rất thống thầu. Đàm hy sở mũi, được, vậy cứ như thế đi chào phó viện trưởng, buông điện thoại xuống, đàm hy thở phào một hơi, an an, phỏng vấn à. Có nhận không, tớ từ chối rồi, quyết đoán lắm, sau chuyện đó, ban lãnh đạo trường trở nên yên lặng, cũng không có đơn vị truyền thống nào tìm tới nữa. Nghĩ cũng biết phó viện trưởng đã bỏ ra không ít sức lực. Tạm thời không nhắc tới Lucicano Award nữa, việc cấp bách trước mắt chính là tập quân sự, theo quy củ. Sinh viên năm nhất vừa vào học liền phải đi tập quân sự, nhưng căn cứ theo tình huống thực tế của môi trường mà có thể điều chỉnh thời gian. Truyền thống của Đại học tê chính là sẽ tổ chức vào năm thứ hai. Bởi vậy, ngày đầu tiên khai giảng, hầu hết các sinh viên vẫn còn đang chìm đắm trong sự vui vẻ khi quay lại trường thì bị một cái thông tin bất thình lình như thế làm cho trở tay không kịp. Trước ngày lên đường, một đám nữ sinh viên liên tối năm top 3 kéo nhau tới trung tâm thương mại. Làm gì ư, ở, mua đồ ăn vặt, mua mặt nạ, mua kem chống nắng. Còn đám nam sinh thì dính chặt lấy điện thoại, điên cuồng chơi nông dược. Có tên là game vương giả vinh diệu. Tại sao ư, ừ, đương nhiên là trước khi nộp điện thoại lên phải chơi cho đã, nếu không sao có thể vượt qua được hơn nửa tháng không có điện thoại đây. Vì sáng ngày mai đã phải lên đường nên đêm đó, Đàm Hy và mấy người bạn đã chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng. Ngày hôm sau, ngồi xe bus đi thẳng tới Tây Bình. Tớ nghe nói lần tập quân sự này, sinh viên của hai trường ở Tân Thị và Thủ Đô sẽ đi cùng nhau, thật hay giả thế. Có chỗ lớn như thế sao? cũng phải có tới vạn người đó. Nghe nói ở đâu thế? Sao tớ không biết nhỉ? Tớ có một người bạn học kinh tế và tài chính ở thủ đô nói sẽ có hai trường cùng đi tập quân sự với nhau. Đàm Hy nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không ngủ, nghe thấy tiếng bàn luận ồn ào bên tai thì trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ. Tây Bình là nơi tiếp giáp giữa thủ đô và Tân Thị. Đây là một khu vực quân sự cực kỳ nổi tiếng. Nghe nói có nguyên một sự đoàn đóng quân ở nơi này, trong gần 20 năm, thiết lập nên một sân huấn luyện cực kỳ tiên tiến và rộng lớn. Đừng nói sinh viên hai trường đại học, cho dù có nhiều hơn cũng có thể chứa được. Có điều, cho sinh viên tới một nơi như thế này để tập quân sự, ngẫm lại cũng thấy khó mà tưởng tượng được. xiết gà dùng dao mổ trâu, trực giác mách bảo với đàm hy rằng chuyện này không đơn giản như thế. Đột nhiên, một hồi nhạc vang lên, khuỷu tay đàm hy bị hàn sóc ở bên cạnh chạm vào, cô em, điện thoại của em đấy. Cô lập tức mở choàng mắt, nhìn màn hình, hai chữ chàng ngốc đang nhấp nháy, đàm hy nhếch môi cười, sau đó hướng mặt ra ngoài cửa sổ xe tránh đi cái nhìn tò mò hóng chuyện của cô nàng sóc hừ keo kiệt hàn sóc lẩm bẩm nhưng vẫn chẳng làm ảnh hưởng gì tới tình trạng ý thiếp của hai người đang nói chuyện điện thoại đại điểm điểm anh có nhớ em không đấy lục trinh vừa mới rửa mặt xong đẩy của ban công ra duỗi tay đặt lên lan can tư thế tùy ý khóe môi nhếch lên chứng tỏ tâm tình không tồi thấy anh mãi không đáp đàm hy lại hỏi lại một lần nhớ nhớ thế nào toàn thân đều nhớ đặc biệt chỗ đó Sạc, anh đúng là dám nói đấy. Đàm Hy thấy may vì âm lượng phát ra không lớn, nếu không chắc đã bị hàn sóc nghe thấy. Bên cạnh có người à? Đúng thế, Lục Trinh giơ tay nhìn đồng hồ, mới 7 rưỡi sáng, đang ở ngoài à? Vâng, đi đâu thế? Tập quân sự, khi nào? Từ hôm nay trở đi, Đàm Hy bĩu môi, tối qua quen gọi điện thoại báo cho anh. Trong vòng 20 ngày tới đây, anh cũng không có cách nào gặp được cục cưng của anh đâu. Lục Trinh nghe thấy mấy chữ cục cưng của anh mà đầu quả tim không khỏi run rẩy. Nghe nói là ở bên Tây Bình có thiết bị chắn sóng, có khi còn phải nộp điện thoại lên nữa ấy chứ. Tây Bình, người đàn ông nhíu mày, sao lại tới chỗ đó tập quân sự chứ? chương 737, chuyến tập QN sự khả nghi. Hàn sóc, cô cứ chờ đấy. Đại điểm điểm, sao anh không nói gì thế? Chắc chắn ở Tây Bình à? Đúng thế, có vấn đề gì sao? Không, Đàm Hy làm nũng một hồi trong điện thoại khiến cho nhị ra vốn khô khan phải nói vài câu buồn nôn, sau đó mới lưu luyến không rời mà cúp máy. Phải nhớ em đấy nhé, bye bye. Hàn sóc thật sự không nhịn được cười nhạo hai tiếng, buồn nôn chết người. Tớ thích đấy, sao bảo phải bảo vệ động vật nhỏ cơ mà. Hàn sóc đấm ngực dậm chân, ngoan, cho cậu ăn cầu lương này, a, à, há miệng nào, cút đi, anh bị thương rồi, bị thương nặng. Đàm Hy ôm bụng, cười lớn, đúng 9 giờ, xe tới Tây Bình, dùng trực tiếp trên sân huấn luyện, mấy chục cái xe, không chỉ có đại học T mà còn có đại học B, đại học Q. Vừa lúc chứng thực lời đồn đại phía trước, quả thực các trường đại học của Tân Thị và thủ đô cùng nhau đi tập quân sự thật. Đám người đàm hy xuống xe, đầu tiên là bị số lượng lớn xe bus làm cho sợ hãi, sau đó lập tức trở nên chấn động trước khí thế rộng rãi của sân huấn luyện. Wow, nơi này thật thoáng đáng, mặt đất còn phẳng hơn cả sân bay nữa. Nhìn chẳng khác nào vùng bình nguyên cả máy bay trực thăng có bãi đậu máy bay trực thăng kìa vãi bên kia cũng có nữa hai bãi liền mau nhìn đi cái thứ to xác kia có phải xe tăng trong truyền thuyết không không phải tập quân sự sao sao tớ có cảm giác như ra chiến trường thế này mẹ ơi không phải chúng ta đã xuyên không bước vào thế giới của hoàng phi đặc công rồi đấy chứ cảnh tượng trước mắt quá mức chân thật vốn dĩ những thứ chỉ có thể nhìn thấy trong phim truyền hình giờ lại xuất hiện trước mắt tất cả mọi người sao có thể không kích động cho được chứ Sao có thể không kinh ngạc đây? Hàn Sóc, làm sao đây, máu nóng của anh đang sôi trào lên rồi. Nơi này tuyệt đối không phải một khu rèn luyện quân sự bình thường, ngược lại càng giống doanh trại huấn luyện, cho nên mới có thể khiến cho cảm xúc của mọi người minh mông mãnh liệt như thế. Không nói máy bay trực thăng đang lượn trên không và xe tăng rừng. Phía xa, đơn giản với trạm kiểm soát huấn luyện kéo dài tới mấy trăm mét là đã khiến người ta ngửi được hơi thở khác thường rồi. Cứng rắn, máu lạnh, âm u an an nhìn hết thảy rồi như suy tư gì đó bởi vì đã từng thấy cảnh tượng anh cả anh hai huấn luyện trên đảo nên cô mới cảm thấy khiếp sợ trước cảnh tượng trước mắt mình đây rõ ràng là nơi huấn luyện bộ đội sao lại để sinh viên các cô tiến vào chứ đàm hy cũng phát hiện ra manh mối quay đầu nhìn cô hai người không khỏi trao đổi với nhau một ánh mắt đầy ý nghĩa sâu xa tiểu công chúa ngây thơ hơn nhiều ánh mắt nhìn về những thứ lần đầu thấy kia tràn ngập tò mò hoàn toàn không suy nghĩ nhiều nhiễm ra làm chính trị. Tuy ông Đường xuất thân từ lính nhưng thời gian ở bộ đội thực tế không nhiều lắm, lại thường xuyên giao tiếp với người làm ăn nên nhận thức của nhiễm giao đối với bộ đội cũng chỉ dừng ở việc nghe người ta nói và xem ít phim về chiến tranh mà thôi. Tò mò là điều không thể tránh được. Nhìn kìa, một đoàn các anh lính, đẹp trai quá, đi đều quá đẹp, ngay cả chiều cao cũng tương đương nhau. Ép chết hội chứng sở tiết tấu với mật độ cao rồi. Ha ha, tớ thuộc sao xử nữ, thích nhất là những thứ chỉnh tế nhất trí thế này. Hàn Sóc đang thưởng thức vẻ đẹp người người của các anh lính đi đều. Phía xa, mắt bắn đầy trái tim hồng, nước miếng nhỏ ròng ròng thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rung trong túi quần. Sờ vào, là điện thoại, móc ra, đảo qua màn hình, chỉ dừng không phải một giây sau đó lập tức từ chối, còn tắt máy luôn. Thế nên, khi Chu Dịch gọi lại lần nữa, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Xít, Chu Dịch đập mạnh điện thoại xuống giường. Chiếc điện thoại này lên ba lần, điếu thuốc trên một bàn tay khác của gã đàn ông cũng biến dạng, hàn sóc, cô làm tốt lắm. Làm tốt lắm, hơn rỗi khoảng 10 phút, chu dịch mới bình tĩnh lại một chút. Hắn ngồi trên sofa, lại một lần nữa rút thuốc lá và bật lửa ra, hít sâu hai ngụm, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa. Con mèo hoang nhỏ ngây thơ này, giỏi lắm, tắt máy chứ gì. Hừ, có câu nói thế nào ấy nhỉ? Hòa thượng chạy được nhưng chùa không chạy được. Chu dịch đứng lên đi tới bên giường, cầm điện thoại lên rồi lại bấm gọi một dãy số khác. Xin chào, tôi là Triệu Thu. Hàn sóc đâu rồi? Triệu Thu khẽ nhíu mày, tuy không thích giọng điệu của đối phương nhưng cũng biết hắn là người không dễ trêu vào nền bình tĩnh đáp lại. Cậu chủ Chu muốn tìm người sao lại gọi cho tôi chứ? Cô không phải người đại diện của cô ta à? Thì sao chứ? Chu dịch cười lạnh, hàn sóc làm bộ làm tịch với hắn cũng chẳng sao, đó là hai bên cùng tình nguyện nhưng một người đại diện như cô ta mà cũng dám làm trò cản rỡ trước mặt hắn. Cô Triệu, con người của tôi ghét nhất là châu chấu luôn tự cho là đúng rồi nhảy nhót trước mặt tôi. Sắc mặt Triệu Thu khẽ biến, không khỏi nói với giọng điệu từ tốn, xin lỗi, tôi thật sự không biết hàn sóc ở đâu cả. Người đại diện không bao giờ theo sát nghệ sĩ 24 phần 24 được, hy vọng anh có thể thông cảm. Gần đây cô ấy có phải tham gia chương trình gì không? Chờ tôi xem lịch đã chu dịch cười lạnh xem ra người đại diện như cô làm cũng chẳng ra đầu vào đầu có mỗi tỷ chuyện này mà cũng không nhớ được đầu bên kia không đáp lại chỉ nghe thấy tiếng loạt soạt hàn sóc xin nghỉ một tháng xin nghỉ chu dịch nhíu mày không phải sắp ra album rồi sao công ty đã đồng ý lùi lại một tháng rồi nếu anh muốn tìm người vậy tốt nhất nên tới đại học t chu dịch kết thúc trò chuyện cầm lấy chìa khóa xe đặt trên lối ra vào xuống nhà lấy xe ôm một bụng lửa giận phóng thẳng tới đại học t Hàn Sóc, cô cứ chờ đấy cho ông, tưởng ông không thu phục nổi con mèo hoang nhỏ nhà cô à. chương 738, trái tim Chu Dịch bế tắc. Nội quy mới về tuyển N. Chu Dịch thể thốt trong lòng, nhưng sự thật đã chứng minh hắn thực sự không làm được. Tập quân sự, di quản lý ký túc xá gật đầu, nhìn người đàn ông trẻ tuổi tướng mạo xuất chúng, quần áo bất phàm trước mặt, trong lòng sinh ra sự nghi ngờ. Phụ huynh chẳng giống phụ huynh, sinh viên cũng chẳng giống sinh viên, hay là... Bọn lừa đảo, chu dịch dường như đọc được suy nghĩ của bà ấy cười lạnh hai tiếng không hề giải thích bất cứ cái gì chính xác hơn là hắn không thèm giải thích với một người chẳng liên quan tâm tình cực kỳ không tốt chu dịch ra khỏi ký túc xá rời khỏi trường học giảm mạnh chân ga lao đi gió ngoài cửa sổ như cắt qua mặt mang theo cái oi bức nóng bỏng của ngày hè càng làm hắn thấy bực bội thêm a à tự chú ở đâu điện thoại vừa chuyển máy tiếng alo của dương tự vừa mới buột ra khỏi miệng đã nghe thấy đầu bên kia toàn tiếng gió rít. Dương tử mất một giây mới mẫn cảm nhận thấy giọng điệu đối phương rất không đúng, như thể đang sinh sự hờn dỗi với ai vậy. Em ở nhà, dừng một chút, lại bổ sung, chung cư bên tân thị ấy. Vừa lúc, ra ngoài uống một ly đi, anh dịch, anh bị cái gì kích thích thế, ban ngày ban mặt mà đi uống rượu làm gì, 15 phút nữa anh tới dưới nhà chú, nhanh nhẹn lên dùng cái. Dương tự rên gì, cậu ta còn muốn ngủ nướng nữa, thế này sôi hỏng bỏng không hết rồi. Chu dịch chạy xe tới dưới chung cư chỉ mất 10 phút. Lấy một điếu thuốc ra ngồi hút trong xe, hắn vừa mới ném tàn thuốc xuống thì cửa xe bên ghế phụ bị kéo ra, dương tự vừa ngáp vừa ngồi vào. Tối qua lại thức đêm à, vâng, thảo nào dáng vẻ như túng dục quá độ thế. Chu dịch cười nhạt, dương tự trợn mắt, chẳng phải em chỉ là chơi game khuya một chút thôi sao, sao lại gọi là túng dục quá độ được chứ. Đâu có như anh, anh, chu dịch nhíu mày, đúng thế, thay phụ nữ còn chăm chỉ hơn thay áo, thường xuyên ăn thịt, không chơi mèo chỉ chơi đàn bà. Dương tự bắt đầu gắt gỏng, miệng liến thoáng mãi không dừng. Sắc mặt của Chu Dịch càng lúc càng kém, chẳng lẽ hình tượng của hắn, trong mắt người khác là như thế sao? Vậy hàn sóc, trái tim hắn không khỏi cảm thấy bế tắc. Cùng thời gian, tòa nhà lục thị ở thủ đô, sau cuộc họp với các phòng ban, lục trinh quay về văn phòng. Vừa ngồi xuống chưa được 2 phút thì điện thoại đã đổ chuông số điện thoại hiển thị là số mã hóa của quân khu. Thông thường chỉ có văn phòng cấp bậc đại tá trở lên mới được trang bị máy bàn được mã hóa thế này. Alo, 10 giờ sáng, chiếc Land Rover tiến vào quân khu thử đồ. Lính thủ vệ hành quân lễ với ánh mắt nghiêm túc, sau khi hội hợp với thời cảnh, hai người cùng nhau lên tầng gặp ông Cát. Cốc cốc, vào đi, em mờ thanh rắn giỏi của ông cụ truyền ra. Ông Cát, thủ trưởng, ngồi đi, hai người nhìn nhau, ánh mắt không khỏi liếc qua chiếc cặp hồ sơ bằng da bò, sau đó lần lượt ngồi xuống. Ông Cát đẩy đồ vật tới trước mặt hai người, nhìn đi, công văn tuyển quân gửi tới vào tháng 8 đấy. Lục Trinh không nhúc nhích, thời cảnh mở ra, rút từ bên trong ra một tờ giấy A4, sau khi xem qua thì ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc, sinh viên đại học á. Ông Cát gật đầu, trước mắt chỉ thử nghiệm ở thủ đô, tương lai sẽ dần mở rộng ra các tỉnh. "Lão Lục, cậu xem đi." Lục Trinh nhận lấy, đọc nhanh như gió, ấn đường dẫn nhắn lại. Sau một lúc lâu, Ông cắt lên tiếng, "Các cậu thấy sao?" Thời cảnh, cuối hạ đầu thu hàng năm, quân đội sẽ tiến hành tuyển quân từ các sinh viên đang học đại học và sinh viên tốt nghiệp, cái này thì không có gì để bàn, nhưng mà tuyển vào đội ngũ bộ đội đặc công tác chiến thì có vẻ không ổn lắm. Phải biết rằng, để bồi dưỡng ra một đội ngũ đặc công ít nhất cũng phải mất 3 năm, mà nhiều hơn thì 5 năm, từ vòng tuyển chọn đầu tiên đã phải đào thải vô số binh lính rồi cho dù có miễn cưỡng giữ lại cũng sẽ vì nguyên nhân gian khổ khi huấn luyện hoặc đủ mọi lý do hạn chế cá nhân mà rời bỏ giữa chừng. Toàn bộ quá trình giống như đãi cắt tìm vàng, mỗi năm người tham gia khảo hạch vượt qua đều không quá 5 người, mà trong đó cũng rất ít người có năng lực xuất chúng. Thế nên, phản ứng đầu tiên của thời cảnh khi đọc công văn này ngoại trừ kinh ngạc còn cảm thấy thật vớ vẩn. Sinh viên mà cũng được xét vào phạm vi gia nhập bộ đội đặc công Á. Đùa cái quái gì thế? Dù sao tôi cũng không thấy hay ho gì ông cắt đưa mắt nhìn sang lục trinh cậu thì sao ý kiến của cậu thế nào người sau trầm ngâm trong chớp mắt trong sinh viên cũng có nhiều người có tiềm lực nhưng nhìn tổng thể tình huống thì tố chất thân thể của họ lại không lý tưởng thời cảnh đâu chỉ không lý tưởng quả thực là quá mức không ra gì ấy chứ ông cắt tức cười ý kiến này của cậu gọi là thành kiến đấy thành kiến thì thành kiến tôi không thay đổi đâu anh nhún vai dù sao lợn đã chết cũng chẳng sợ nước sôi ông cắt không nhịn được gõ lên mặt bàn nhắc nhở đây là công văn. Bên trên đã ra quyết định, sẽ không sửa đổi chỉ vì mấy ý kiến cá nhân, chỉ có thể chấp hành, không có quyền xen vào. Thời cảnh cứng họng, Lục Trinh không tỏ thái độ gì. Ông cắt lại lấy từ trong ngăn kéo ra một công văn khác, đưa cho anh, đây là tài liệu thống kê tố chất thân thể của sinh viên nhập ngũ cũng như báo cáo các hạng thành tích của lũ trẻ trong vòng 8 năm qua. Ý gì, thời cảnh nửa tin nửa ngờ nhận lấy, lúc đầu anh cũng chẳng để tâm lắm, nhưng càng xem thân thể càng không tự giác được mà dựng thẳng lên sau khi xem xong liền như suy tư gì đó lục trinh không đọc nhưng cũng đoán được nội dung đại khái anh chỉ đang tò mò về mục đích mà ông cắt gọi họ tới đây hiển nhiên thời cảnh vẫn chưa ý thức được điểm này anh ta vẫn đang rối rắm với chuyện tuyển quân từ sinh viên lục trinh đi thẳng vào vấn đề chúng tôi có thể làm gì nụ cười của ông cắt thâm sâu cảm khái nói một câu rốt cuộc cũng có người hiểu chuyện thời cảnh Lần này nơi thí điểm tạm quyết định là ở các trường thuộc Tân Thị và Thủ Đô, vừa lúc tranh thủ lần tập quân sự đầu năm của sinh viên để chọn người, nếu đủ ưu tú ở các phương diện thì có khi sẽ được thu nhận vào lực lượng dự trữ của lôi thần. Lời này vừa nói ra, hai người đều để lộ ra sự khiếp sợ ở mức độ khác nhau. chương 739, Bộ đội đặc công sinh viên Bắt đầu tập QN sự, từ báo cáo vừa rồi có thể thấy, tố chất thân thể của sinh viên thực tế không kém hơn so với lính đã nhập ngũ là bao. Có người còn lấy được huy chương, tuy rằng cực kỳ hiếm có những quả thực vẫn tồn tại, mà cũng vẫn có người được gia nhập vào bộ đội đặc công. Theo biểu hiện trên thống kê thì khu Hoa Bắc có gần 30 bộ đội đặc công có xuất thân từ sinh viên, đều nhập ngũ trong lúc còn đang học, dựa vào tố chất bản thân để vượt qua thử thách, một đường vượt ải chém tướng. Khu Đông Bắc càng nhiều hơn, có tới tận 42 người. Còn lại ở khu Tây Bắc và Tây Nam cộng lại có gần 20 người. Trong đó, 50% phát triển ở mảng công nghệ thông tin. 20% rất có thiên phú trong phương diện tình báo. Vì vậy có thể thấy, bộ đội đặc công sinh viên vẫn có thể so sánh với bộ đội đặc công truyền thống, tuy rằng tố chất thân thể vẫn còn nhiều khiếm khuyết nhưng các kỹ năng mềm lại được đánh giá cực kỳ cao. Ông Cát, thời đại ngày càng phát triển, lôi thần cũng cần rót vào một nguồn sức sống mới. Ngoài việc nâng cao tác chiến thực địa ra thì lực lượng kỹ thuật cũng không thể bỏ qua được. Đây cũng là lý do tại sao bên trên muốn lựa chọn bộ đội đặc công từ đội ngũ sinh viên thời cảnh lôi thần có phòng công nghệ thông tin và nhân viên kỹ thuật chuyên biệt mà ông cát cậu có thể đảm bảo toàn bộ bọn họ có tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn không cái này quả thực khó mà nói được nhưng trên đời này làm gì có người lính nào hoàn hảo chứ không chỉ tứ chi phát triển mà đầu óc còn phải thông minh ngần ấy năm cũng chỉ có mỗi mình một lục trinh mà thôi thế nên mới đưa sinh viên vào phạm trù kết nạp vào bộ đội đặc công có gì khác nhau không thời cảnh tức tối hỏi lại đương nhiên là có rồi sinh viên đã được trang bị một lượng tri thức nhất định có tính dẻo dai tiềm lực rất lớn thời cảnh nghĩ một chút nói thế cũng đúng nhưng chưa chắc là đã chọn được người thích hợp dù sao tỷ lệ có thể chọn vào bộ đội đặc công là rất nhỏ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu hai mắt ông cắt sáng rực lên thế nên việc hai cậu cần làm là từ trong đám sinh viên liên hợp của tân thị và thủ đô lần này chọn lựa ra vài người thỏa mãn được điều kiện trên em yêu sao anh cảm thấy bộ quần áo này có mùi là lạ nhỉ Hàn sóc giấu bộ quần áo lính vừa mới nhận được, suýt chút nữa ngất vì mùi hôi. Thế à, Đàm Hy vừa đáp lại vừa dọn đồ đạc, nhét toàn bộ xà phòng, dầu gội đầu, kem chống nắng vào trong ngăn tủ, cuối cùng đóng vali lại rồi dùng chân đá nó vào gầm giường. Sau đó, bắt đầu thay đồ ngụy trang, bỗng nhiên động tác của cô khựng lại, hình như đúng là có mùi lạ thật. Cô vừa ghẻ sát mũi vào để ngửi, đệch, Hàn sóc ngồi ở mép giường, thấy thế lặng lẽ cười một tiếng, hồi đúng không? Nhiễm dao chạy tới, cái miệng nhỏ nhẹt xuống như có thể treo được cả trai tương quần áo của các cậu cũng thế à? Đàm Hy gật đầu lại nhìn về phía An 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 nhún vai cho cô một câu trả lời đầy bất đắc dĩ. hay là chúng ta đi tìm huấn luyện viên để đổi đi? Hàn Sóc khét bỏ nhìn đám quần áo mình vừa ném xuống đất mùi hôi thối như thế ai mà chịu nổi chứ? mắt nhiễm giao tỏ vẻ do dự chuyện này hình như không hay lắm đâu. đột nhiên dưới lầu truyền tới tiếng còi một âm thanh lớn và vang dội vọng lên, tập hợp. Tiếp theo, ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân rồn rập, ngẫu nhiên còn có tiếng nữ sinh hét lên chói tai vì hưng phấn. Đàm Hy cắn răng, kệ đi, mau chóng thay đồ rồi xuống dưới tập hợp nhanh. An An hít sâu, sau đó ngừng thở, thay đồ với tốc độ nhanh như chớp. Hàn sóc và nhiễm dao sững sờ tại chỗ, nhất thời bối rối. Thất thần cái gì hả? Thay đi, Chờ đến khi mấy người đứng vào hàng ngũ trong đám sinh viên cùng trường thì trái tim vẫn còn đang đập thình thịch không ngừng. Sau đó, những người xuống muộn đều bị huấn luyện viên cản ở bên ngoài, không cho đúng vào hàng ngũ nữa. Nhiễm dao vỗ ngực, mắt đầy vẻ nghĩ mà sợ, suýt chút nữa bị ngăn lại rồi. Hàn sóc gật đầu, thở hồn hà hồn hền, dọa chết cục cưng. An An huyết nhẹ vào khuỷu tay Đàm Hy, cậu nhìn xem. Đàm Hy nhìn theo ánh mắt An An, sau đó lại nhìn quanh bốn phía. Quả nhiên, có rất nhiều bạn học cũng chưa kịp thay đồ, hoặc là ghét mùi lạ, không muốn đổi chăng. Đã đến giờ, huấn luận viên hét lớn một tiếng, âm thanh chẳng khác nào tiếng sấm đánh vào giữa đám người. Mọi người không tự chủ được an tĩnh lại, những người ngoài kia toàn bộ tính là tới muộn, lập tức chạy cho tôi 10 vòng quanh sân vận động. ồn ào, 10 vòng ư, huấn luận viên ma quỷ, hoàn tất giám định, mẹ ơi, liệu có chết người không đây? Dù sao tớ còn chẳng chạy nổi một vòng chứ đừng nói 10 vòng may mắn không phải chúng ta, những người kia liệu có tác hộp máu không nhỉ, xem ra lần sau có hiệu lệnh tập hợp thì phải nhanh chân lên. May mà mình vẫn tới kịp, nguy hiểm quá, đa phần là tiếng người thổn thức và may mắn, nhưng cũng có người rên rỉ vì tai họa. Đàm Hy và An An liếc nhìn nhau, biết ngay là sẽ thế mà. Hai người lập tức đứng nghiêm, thuận tiện nhắc nhở Hàn Sóc đang nói chuyện phiếm với người khác. Cô em, túm anh làm cái gì thế hả? Đứng im, tớ đang nói chuyện mà, cứ nói đi, người chạy 10 vòng tiếp theo chính là cậu. Hàn sóc lập tức câm miệng, trừng mắt với đàm hy một cái nhưng chỉ nhận lại tiếng hừ lạnh. Cô nàng xấu xa, bên kia, những người tự nhiên bị phạt chạy 10 vòng đưa mắt nhìn nhau, ngây ra như phóng, không ai động đậy. Sắc mặt huấn luận viên nghiêm túc, quát lên, thất thần cái gì hả? Mau chạy đi, chạy, tiếng quát này chẳng khác nào lôi đình vạn quân, mọi người đều bị dỏa choáng váng, còn chạy thế quái nào nổi. Các cô cậu nghe không hiểu tiếng người có đúng không? bảo các cô cậu chạy, chạy, huấn luận viên tiến lên, giơ chân đá vào mông người nào đó. Người kia lập tức lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp mặt, vội vàng đỏ mặt chạy đi. Tiếp theo, người thứ hai, người thứ ba, giống y như đuổi vịt, cuối cùng khiến cho tất cả mọi người đều phải nhấc chân lên. Có người trên mông vẫn còn in nguyên vết dày, nhìn rất thú vị. Chỉ là giây tiếp theo, có rất nhiều người liền không cười nổi nữa.